qua những cái nguồn vốn ODA vay của các tổ chức hoặc là của các chính phủ thì là có như Hà Nội này, Hải Phòng này hay Thành phố Hồ Chí Minh thì có đơn lẻ thì có nhập những cái dây chuyền nạo vét bằng cơ giới về có cái thì có dây chuyền cái thì đơn chiếc thì chúng tôi cũng giúp cho một số cái địa phương đấy là cụ thể là xây dựng định mức riêng cho từng địa phương nên chưa có cơ sở có số liệu để tập hợp chung để ban hành chung cho ta hoặc là công bố chung cho toàn quốc thì sau một thời gian hơn một chục năm gần 20 năm thì sau thống kê số liệu thì chúng tôi cũng đã chắt lọc được những cái mà dây chuyền mà nạo vét bằng cơ giới nó phổ thông nhất thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái tập định mức và chúng tôi vừa sửa đổi vừa rồi nên tôi xin trình bày là qua những cái lịch sử cái thực trạng quá trình hình thành cái hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong các thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải mà thực ra cụ thể là nếu mà trong bây giờ gọi là duy trì hệ thống cái định mức duy trì hệ thống thoát nước thôi còn trong cái sau đây tôi sẽ trình bày cụ thể về cái nội dung của cái tập định mức ban hành theo cái quyết định 591 thì báo cáo các quý vị đại biểu thì đối với cái quyết định 591 về của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố cái hệ thống định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị thì cái thứ nhất thì có tập định mức này là có hai phần. Cái phần thứ nhất là thuyết minh định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị thì nội dung thì cũng là công bố những cái hao phí cần thiết về nhân công, về vật liệu, về những phương tiện để hoàn thành công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Phạm vi công việc thì có liên quan đến những công việc mà để đảm bảo duy trì cái hệ thống thoát nước đô thị. Rồi căn cứ xác lập các hệ thống định mức này thì là các quy trình kỹ thuật đã được áp dụng và phổ biến về công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Rồi thì số liệu tình hình sử dụng lao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực tiễn duy trì hệ thống thoát nước đô thị đang được triển khai ở các đô thị ở Việt Nam. Và cái nữa là cũng căn cứ trên cơ sở cái nghị định 42 về phân loại đô thị để chúng tôi làm cơ sở để điều chỉnh những cái cho nó phù hợp. Tại vì cái này nó ảnh hưởng đến những cái mật độ dân cư. Ví dụ như đối với thành phố lớn thì cái mật độ dân cư nó lớn thì dẫn đến cái công tác duy trì nó sẽ phức tạp hơn và cái hệ số cái mật độ bùn trong hệ thống thoát nước nó sẽ nhiều hơn. Để làm cơ sở để tiến hành sửa đổi và điều chỉnh bổ sung cái định mức này. Thì kết cấu cái tập định mức thì báo cáo quý vị đại biểu là kết cấu tập định mức có hai phần như tôi vừa nói là có phần thuyết minh định mức và cái thứ hai là phần bảng định mức dự toán. Thì trong bảng định mức dự toán thì có phần nạo vét bùn bằng thủ công và nạo vét bùn bằng cơ giới rồi cũng như vận chuyển bùn bằng cơ giới rồi cũng như công tác kiểm tra hệ thống thoát nước. Xin lỗi quý vị đại biểu thì là nó cũng trong cái PowerPoint nó thiếu một cái phần là cái phần tôi đi vào chi tiết là cái hướng dẫn áp dụng cái định mức thì cái hệ thống định mức này thì là cũng nói như lúc tôi đã nói là để các tổ chức cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống thoát nước rồi nó cũng ban hành những cái hao phí nhưng cũng quy định là những cái hao phí về công cụ lao động rồi thì như chổi xẻng cán vân vân được trực tiếp sử dụng quá trình thực hiện công việc thì nó là theo cái không có trong cái định mức này mà nó được theo cái tỷ lệ phần trăm theo cái chi phí quản lý chung. Cái này thì cũng hôm nay là về cái bài tham luận của tôi nói về cái hệ thống định mức thì tôi cũng không đề cập đến cái về trước đây có một cái cũng là một cái buổi về có một cái bài tham luận về bùn thải nhưng mà cái bài tham luận của tôi nó hồi đấy về quản lý chi phí thì tôi sẽ trình bày sâu hơn là cái thông tư 06 và hiện giờ chúng ta đang sửa đổi về quá trình quản lý chi phí. Còn hôm nay tôi tập trung đi vào cái phần xây dựng cái hệ thống định mức của bằng bùn thải hay là thoát nước nói chung. Và đối với những cái công việc mà không có trong cái tập định mức này thì trong cái tập định mức trong quyết định 591 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng có quy định rằng là trường hợp mà đối với những công tác mà chưa có trong cái tập định mức này thì các sở chủ quản, sở xây dựng hoặc sở có liên quan thì của các địa phương tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi quản lý. Đấy là phần thuyết minh. Còn về chi tiết của cái phần định mức dự toán thì báo cáo các quý vị đại biểu là chúng tôi kết cấu cái tập định mức này gồm có 3 chương. Cái thứ nhất là chương về nạo vét bùn bằng thủ công, thì có nạo vét bùn bằng hố ga, nạo vét bùn cống ngầm, rồi nạo vét bùn cống hộp nổi, nạo vét bùn mương, v.v.
cho các kích cỡ của các chiều mương. Và cái chương thứ hai là chương nạo vét bùn mặt cơ giới. Đây là cái mới trong cái tập mà định mức mà chúng tôi vừa công bố. Thì có thứ nhất là đối với nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới thì chúng tôi có đưa ra những cái định mức nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bằng 3 tấn đối với đường kính cống có trên 700 mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương. Thứ hai nữa là cái nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực còn có tiết diện để áp dụng cho các đường cống kính cống tròn có tiết diện từ 300 đến 800 mm, rồi nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn trên không có đường để áp dụng cho các đường kính cống có từ 800 đến 1200 mm, và nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với thiết bị khác từ 1200 mm đến 2500 mm và các loại cống có khác có tiết diện tương đương. Và đối với và thêm một cái định mức nữa là nạo vét bùn mương bằng xe hút trên không kết hợp với các thiết bị. Rồi cái chương phần thứ ba là vận chuyển bùn bằng cơ giới. Thì đối với vận chuyển này thì vận chuyển ngoài đa số là cho những cái nạo vét bùn bằng thủ công, thì sau khi nạo vét xong thì cho lên xe tự đổ để vận chuyển mang đi đổ. Đấy. Còn một cái chương nữa là trong công tác kiểm tra hệ thống thoát nước thì cũng bằng mấy cái phương pháp, bằng phương pháp chui lòng cống để kiểm tra, và cái thứ hai là bằng phương pháp gương soi. Đấy, còn đến về cái định mức thì chúng tôi cũng về như cái bài tham luận chúng tôi đã nói là về cái hệ thống định mức cho công tác thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải, thì hiện nay chúng tôi mới được công tác thu gom và vận chuyển thôi, còn gần như là chưa có xử lý. Thì báo cáo với cả quý vị đại biểu vì sao, tại vì thực ra thì là cũng từ trước đến nay là do cái thông tin rồi cái quy trình thì chưa về cái bùn thải của chúng ta cũng chưa được tập trung nghiên cứu, hoặc là chưa có những cái dự án cụ thể. Đâm ra là cũng là cần như các bài tham luận buổi sáng thì các anh cũng đã nói đa số bây giờ bằng phương pháp chôn lấp, cũng chỉ sau khi thu gom ra mang ra bãi đổ. Ví dụ như chỗ anh Minh thì anh có một cái bãi cách đây 15 km của các anh ấy, anh ra anh đổ để cho một tí hóa chất vào hoặc bằng phương pháp khô. Còn chỗ anh Cường bên Urenco thì các anh cũng phải đi phân bùn 7 phốt của các anh thu của dân xong rồi anh mang lên trên bãi ở trên bãi của các anh ở trên Nam Sơn vân vân. Hoặc là các anh cho xử lý dưới chỗ bây giờ có mới có cái trạm xử lý phân bùn 7 phốt ở dưới Cầu Giấy, quá Cầu Giấy tí đấy, thì các anh đang tiến hành triển khai và đấy cũng là một cái mới. Thế chính vì vậy hiện nay do cái số liệu xử lý bùn thải vẫn chưa được thống kê tổng hợp đầy đủ nên trong thời gian tới thì cũng chưa có thể đủ cơ sở để công bố định mức kinh tế kỹ thuật trong xử lý bùn thải Việt Nam. Vấn đề này cần phải được phối hợp giữa Bộ Xây dựng hoặc với các đơn vị nghiên cứu rồi với các địa phương, các cơ quan tổ chức trong ngoài nước có liên quan nhằm tập trung nghiên cứu để xây dựng công bố định mức phục vụ cho công tác xử lý bùn thải. Để làm được việc đó thì chúng tôi cũng có một cái số kiến nghị và đề xuất trong. Đầu tiên chúng ta phải xây dựng cái yêu cầu chung về quản lý bùn thải và phân bùn về phốt, rồi cũng cái việc đẩy nhiều hơn nữa cái việc phối hợp tổ chức trong và nước ngoài giới thiệu một số công nghệ xử lý bùn thải thoát nước để từ đó có thể lựa chọn khả năng áp dụng phù hợp cho Việt Nam. Rồi cũng bằng các hình thức khác nhau, huy động từ các nguồn vốn khác nhau để triển khai đầu tư xây dựng một số dự án bùn thải trên cơ sở các công nghệ đang lựa chọn phù hợp với đặc điểm Việt Nam và để làm cơ sở thu thập dữ liệu thông tin cho việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Thì tôi cũng báo cáo quý đại biểu là việc gì việc cũng phải thực tế, việc làm bây giờ là chúng ta có tham luận hoặc là có tổ chức nghiên cứu khoa học nhưng mà cũng chắc lẽ là cũng phải triển khai, cũng phải báo cáo các cấp để đến một cái mức nào là phải triển khai làm mạnh dạn, làm thí điểm để công tác lựa chọn để làm một dự án đó, để từ chúng ta thấy nhân rộng ra để nó phù hợp với cái đặc điểm Việt Nam trong việc xử lý bùn, chứ không cứ chôn lấp như này mãi. Mà cái phương pháp chôn lấp này thì như các anh đã trình bày buổi sáng là đất thì chả còn, nhưng các anh ở Đồng Nai anh nói rồi bây giờ cũng đất cũng chả còn mà cũng cứ ảnh hưởng đến môi trường. Và cuối cùng thì đấy, từ đó mà chúng ta phải xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn cho các công nghệ xử lý bùn thải Việt Nam trong cách chính xác. Tại vì theo tôi biết bây giờ cũng chưa có gì cái quy chuẩn tiêu chuẩn chính xác, thì từ đó thì mới có thể là từ những cái quy chuẩn tiêu chuẩn và những cái thực tế số liệu mà thu thập được thì Viện Kinh tế xây dựng với vai trò là giúp cho Bộ Xây dựng có thể xây dựng được cái hệ thống định mức cho công tác thu gom, mà đặc biệt là công tác xử lý
bùn thải, nói chung cũng như là bùn thải từ hệ thống thoát nước hay là bùn thải từ phân bùn để phốt. Vâng, xin cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe được hết. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Anh Khoa. Tất nhiên là công tác về cái định mức này ấy, thì cũng rất là quan trọng. Hiện nay thì chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu thêm, phải phân tích các hoạt động, từ các hoạt động như là các thu gom, hoạt động về vận chuyển và đặc biệt là các hoạt động trong vấn đề xử lý phân bùn để phốt thì chúng ta mới có được cái định mức nó rất là thực tế. Thế cho cũng rất mong rằng trong thời gian tới thì sẽ có những cái định mức rất chính xác để trên cơ sở đó mới xây dựng được cái chi phí, và chi phí rồi nó mới thu hồi chi phí để đảm bảo được cái hoạt động lâu dài bền vững của lĩnh vực về thoát nước nói chung và xử lý phân bùn để phốt nói riêng. Tiếp theo là phần đặt câu hỏi, xin mời các vị đại biểu đặt câu hỏi cho diễn giả. Có câu hỏi nào không ạ? Vâng, xin mời giáo sư Nhuệ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tác giả đã trình bày về cái định mức về nạo vét hệ thống thoát nước. Ở Việt Nam hiện nay thì có thể nói là hệ thống thoát nước khá đa dạng. Trong đó có hệ thống thoát nước chung này, hệ thống thoát nước nửa chung nửa riêng này, rồi hệ thống thoát nước riêng này. Thế thì chúng tôi xin hỏi là khi xây dựng định mức để nạo vét các loại cống của các hệ thống đấy thì tác giả có tính đến cái chức năng, nhiệm vụ của từng loại cống đó không? Thí dụ cống chung rồi cống riêng hay cống nửa chung nửa riêng, bởi vì khối lượng bùn lắng ở các hệ thống cống đó nó khác nhau. Nhất là đối với những người mà làm quản lý như bên công ty thoát nước chẳng hạn thì có nhiều trường hợp mà người ta phải gặp những các cái trường hợp đó. Xin hết. Xin vâng. Phép. Vâng. Có lẽ xin mời. Vâng, xin phép hỏi lại tác giả câu hỏi. Cái chung và cái riêng, cái hệ thống cống chung riêng là có nghĩa là trong hộ gia đình hay là ngoài thế này ạ? Cái hệ thống thoát nước chung ấy là một cái mạng lưới mà nó có thể thu gom tất cả các loại nước thải, nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất vào trong đấy. Còn nước riêng thì nó tách riêng ra, tách sinh hoạt riêng và nước mưa riêng. Thế thì bùn chắc chắn rằng bùn lắng đọng trong các hệ thống đấy nó khác nhau. Và như vậy thì tính cái định mức này có tính đến cái khối lượng bùn do sự khác nhau của các loại thu gom ấy không? Vâng, mà thưa tôi xin trả lời câu hỏi. Cái theo cái quy trình xây dựng định mức là theo quy trình thì chúng tôi cũng qua thời gian nghiên cứu thì cũng đã từ cái thực tế của các địa phương thì cũng là đi xuống Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, cái báo cáo trả lời luôn đây là cái xây dựng cái hệ thống định mức này là theo cái hệ thống cống chung thôi, những cái mà do các công ty thoát nước đang được giao quản lý. Thì ví dụ như những cái khu công nghiệp hoặc là những cái khu này thì chúng tôi cũng đề xuất. Tức là mình đã điều tra khảo sát từ cống chung rồi đúng không? Vâng, đưa định mức đấy để mà mình xác định vâng, tiền. Đấy. Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo ạ, có câu hỏi nào không ạ? Xin mời các vị đại biểu. Có thêm câu hỏi nào không ạ? Chắc là cũng đã rõ rồi phải không? Hay là do thời gian muộn quá rồi? Xin phép thay mặt cho ban điều phối của phần 2, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các diễn giả đã có những bài báo cáo rất là thú vị. Xin cảm ơn các vị đại biểu đã đặt những câu hỏi cũng rất là hay và phần trả lời cũng rất là hợp lý. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã tham dự cái phần 2 này. Và xin kết thúc ở đây. Và xin mời các vị đại biểu là nghỉ ăn trưa tại tầng 7 của ngôi nhà này. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin phép các quý vị đại biểu buổi chiều, phiên buổi chiều này đã đến giờ bắt đầu. Xin kính chào các quý vị đại biểu. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban điều hành hội thảo phiên chiều nay gửi tới các quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất. Lời chúc sức khỏe, chúc hội thảo chiều nay gặt hái được nhiều hiệu quả và thành công tốt đẹp. Mở đầu phiên chiều nay, xin trân trọng giới thiệu đến với bài trình bày của Mr. John Penn, Espin đến từ UK. Xin kính mời, xin trân trọng kính mời ông. Good afternoon, and I'm sorry I'm not going to do this in Vietnamese, but I will do this in English. What I'm going to present, and I'm aware that I'm not in the schedule, is the work of a five-year project funded by the Bill and Melinda Gates Foundation on why do some pit latrines fill up very quickly and others never seem to fill up.
That was the central premises behind it. We are a project run by the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and I think if you've been here for the last two days, you've seen different presentations. We had a presentation a bit earlier about the use of bioadditives. My Vietnamese colleagues will present different projects too. Can we go back? Sorry. So we are a much larger project. It's not only research, there's also innovation and there's commercialization part of it. And if you want to know more about it, the website below gives you an overview on what we've done, who we are, and how we are disseminating our findings. What I would like to present over here today is related to two work streams of this larger project, and it is basically what is going on in a pit latrine. Why is there good decomposition in one pit latrine and poor decomposition in another? What are the factors, both environmental, climatic, soil, but also management and use, that affect the performance of a pit latrine? Why do some fill up quickly, while others fill up very slowly? So in order to do this, we selected two research sites, one in rural Tanzania and one in Hanoi. We have in Vietnam, very typical, only a family uses a toilet, where in Tanzania, many families might use one single toilet together. We have different climatic conditions. We have winter in Hanoi, colder temperatures, whereas in Tanzania, the temperatures stay more or less the same all year round. And of course, temperature has an important impact on the functioning of a variety of different bacteria. We have in Vietnam, we have separating toilets, feces are used in agriculture, and important, the diet in Vietnam is very different from the diet in Tanzania. And as a result, we would expect the material going into a pit latrine to be very different in both places, and as a result, possibly also the performance of a pit latrine. One of the key things that we were faced with, how do you determine if a latrine is filling up very quickly, whereas others are not filling up very quickly? We needed to have kind of an independent variable to assess if a latrine was performing well or a latrine was performing poorly. So we came up with a laser reader, just a normal laser reader, which allowed us to measure the volume of the empty. Following a full 18 months of monitoring of 50 latrines in Tanzania and 50 latrines in Vietnam, you see that we have quite a wide variety of fill-up. We have a few latrines that are actually losing material, so they're effective decomposition. But we also have a couple of latrines that are accumulating very rapidly. 2 liters per person per day. I tend to always ask my students, how much excreta do you produce per day? And then once in a while a student says, like, well, around a kilo. Well, if you produce a kilo of stool per day, it's an extreme case. And if you have 2.5 liters, so 2.5 kilos per person per day, something else is going on than just excreta ending up in a pit latrine. So we have a full variety of scenarios over here. Now we get to the more complicated bit. And I always tell my students, don't put too much information in a slide. And I think there's a bit too much information here in the slide. But I'll take you through it. We have used the fill-up rates over a full 18-month period to classify those 100 latrines in good-performing latrines and bad-performing latrines. So if you have a latrine that has a fill-up rate of less than 0.1 liter per person per day, it's a good-performing latrine. If we have a fill-up rate that is on average between 0.1 and 0.5, we consider that a normal-performing latrine. And then we have the bad performing latrines, the latrines that accumulate more than 0.5 liters per person per day. And then we had followed these latrines over 18 months. What we did, we took a core sample. So we drove a core sampler from the top to the latrine to the bottom of the latrine, and we collected a sample at every 20 centimeters. And these
samples that were analyzed for your normal physical characteristics, so pH, temperature, total solids, volatile solids. We did a full microbiology diversity. We sequenced all the microbiology present in the pit. We did digestion analysis. We did substrate analysis, and actually a substrate analysis only at the material at the bottom of a pit latrine to find out what is still left, what is that material that has not degraded. And then we did the normal chemistry. In addition to that, we have from all the latrines information, we have fresh stool samples, we have diet data, we have climatic data, we have design characteristics, and then groundwater, soil type, and groundwater movement data. And that all together would allow us to kind of come up with assumptions. Admittedly, we haven't completed the full data analysis, but I will give you a bit of an overview of what we found till so far. When we look at the biodegradation, it seems that in a pit latrine, roughly 60% of the material does not undergo any transformation. So 60% of material is not degraded at all. It's not even touched. We don't know exactly what that material is, but our assumption is that it might be plant material, that it might be lignin, something that is really difficult to break down. But if we know what it is, we can start targeting it and prevent latrines from filling up. This is admittedly even a more interesting slide, and I think it's a bit, I need a bit more detail to explain that. But we've taken samples from all our 50 latrines, and you have a subsection over here, and every top sample we put in a jar, and over a 60-day period, we measured the amount of biogas that the sample produced. So the amount of biogas, methane, CO2, etc. And if you see, we can classify our 50 latrines, our 100 latrines, in three groups. We have a group of latrines over here that produce very little biogas, even if we add an inoculum to the material. So we add something biologically active, but we don't start producing more methane. We also have a group of latrine that, irrespective of adding an inoculum, they produce a lot of biogas. And then most interestingly, we have a group of toilets that initially don't perform very well, but at the moment that you add an inoculum, suddenly they start producing methane. So suddenly decomposition is taking place. So a group of latrines that automatically start decomposing as indicated by the presence of biogas, a group of latrines that do not produce biogas at all, therefore do not biodegrade, and a group of latrines that at the moment that you add something biologically active, they start degrading. So to summarize where we are now with our research, we would say there are a couple of rate limiting steps in the performance of a pit latrine. There is a fraction of fecal matter in a pit latrine that simply does not break down. If we know what that is, we can come up with something, either oxygen, maybe something else, to help break down that material. It's also clear that in the pit latrine, the environmental conditions are not always suitable for the survival of microbiology. The pH might not be right. There might be too little oxygen. The temperatures might be wrong. So changing the environmental conditions might help to improve biodegradation. The last point, and even though that goes a bit against what was presented earlier today, it does seem that for some pit latrines, the right microbiology is not present, which would open up the possibility that there might be a bioadditive, even though at the moment all chemical, commercially available bioadditives do not prove anything. The key thing can also be, of course, that the environmental conditions are simply not there to keep bioadditives alive. I have to stick to time, so I'm going to the acknowledgement. This, of course, is not work that we did on our own. We have people in Tanzania that has helped us. Professor Vietan here in Hanoi has helped us. Chris Quince and Uma Elias at Glasgow University. Alan Walker at the Sanger Institute. Miriam van Eekert at Wageningen University. And Chris Buckley from the University of KwaZulu-Natal.
Any questions, or do we do questions at the end? Otherwise, I've got one question. Xin cảm ơn ông Genesis đã có một bài trình bày về sau khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa và vi sinh vật thì cũng cho ta một cái bức tranh về vấn đề cái hiệu quả hoạt động trong phân hủy các vi sinh vật trong nhà vệ sinh, và đặc biệt là có những cái pilot tại ở Tanzania, đó là 18 nhà vệ sinh, và tại Hà Nội, Việt Nam là 15 nhà vệ sinh. Hy vọng rằng là từng bước trong cái quá trình nghiên cứu thì ông sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong cái công việc nghiên cứu này. Và xin mời ý kiến tiếp theo của các vị quý vị. Xin mời giáo sư Trần Hiếu Nhuệ. Vâng, tôi thấy cái nghiên cứu này rất là bổ ích và rất sát thực đối với điều kiện của chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi muốn hỏi thêm một chút về điều kiện xây dựng của các nhà vệ sinh của Việt Nam. Tôi lấy thí dụ là bên chung quanh nó là nước thì nó có thể thấm vào trong nhà vệ sinh. Thế thì có những hiện tượng đó không? Và điểm thứ hai là có những cái loài ruồi mà nó sinh ra bọ trong các nhà vệ sinh này thì có các hiện tượng đó không? Xin cảm ơn. Okay, so it's about the geological conditions around groundwater. Admittedly, we made our life a bit easier when we selected the toilets. So we selected toilets that were free draining. And I think one of the most important thing about a good performing latrine is that water can disappear from the pit latrine. So I think that's very important. Your second question was related to flies. And I'm glad you asked me this question because it's a personal interest. Flies are important transmitters of fecal oral disease, diarrheal disease. And what we discovered in Tanzania was that some latrines produce a lot of flies, other latrines don't produce any flies. And one of our findings is that it's linked to the way how the latrine is constructed. If a toilet has no roof, there are very little flies. If there's no roof, there are loads of flies. At the moment that the toilet has a proper roof, there are less flies, but it's more complicated than that, but we haven't been able to look in a lot of detail. Xin kính mời ý kiến tiếp theo ạ. Xin kính mời bà. Thank you very much for this very nice lecture. You were worried that your results in adding microbiology to the system is in contradiction with my presentation. Actually, it's not, because I was looking at hydrolysis and you go a step further. I didn't look at that. Okay. So, but I do have another question. You are looking quite specifically again at the decomposition of organics, but the main fill of the pit latrine is usually water. Did you have a look also at the particle size distribution, because it's particularly the particles between 4 micrometers and 25 micrometers that make dewatering of sludge particularly difficult? Sorry, could you repeat that last bit? Sorry. Did you look at the particle size distribution in your samples, because it's particularly the colloids that make dewatering of sludges very difficult? We haven't looked at particle size, but I think I can only confirm that I think getting the amount of water out of the pit is the key thing around the performance of a pit latrine. One of the things that keeps on coming up, and everybody tells us about pore clogging, the fact that by moving water out, the pores in the contact between the pits and the outside world get clogged, preventing water from moving out of the pit latrine. We haven't looked at particle size yet, but we can. Thank you very much. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã đặt câu hỏi. Vâng, vì thời gian có hạn cho nên là những cái câu hỏi thì có thể là trực tiếp hỏi độc giả sau cái thời gian hội thảo. Xin phép được sang một cái bài trình bày thứ hai của diễn giả thứ hai. Tôi nghĩ là vấn đề phân hủy chất thải của nhà tiêu cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng. Sau đây chúng ta xin đến với diễn giả Đỗ Hồng Anh với cái bài trình bày là giải pháp nâng cao hiệu quả phân hủy chất thải nhà tiêu và kết quả được thực nghiệm. Xin trân trọng kính mời bà. Xin kính chào quý vị đại biểu. Trên thực tế thì trước đây trong cái chương trình ấy, thì tôi có trình bày một bài bao gồm cả cái phần thứ nhất là cái phần nghiên cứu cùng với trường đại học London.
mà ông Jeroen vừa mới trình bày, và cái phần thứ hai là cái phần cái hướng giải pháp cải thiện những kết quả bước đầu. Thế và chương trình có một chút thay đổi là ông Jeroen đã trình bày cái phần nghiên cứu trước và tôi sẽ là người trình bày cái phần thứ hai, tiếp tục là những cái kết quả nghiên cứu cải thiện hay là nâng cao cái hiệu quả phân hủy chất thải trong nhà tiêu và những kết quả bước đầu ở trong phòng thí nghiệm. Thế thì cái phần thứ hai của thiết lập cái mô hình và đưa ra cái hướng giải pháp cải thiện cái quá trình phân hủy chất thải nhà tiêu và tiêu diệt mầm bệnh thì có thêm sự có mặt của cái tập đoàn Lixin. Thiết kế chúng tôi đã kết hợp cùng với tập đoàn Lixin để thiết kế mô hình thí nghiệm set up tại Hà Nam, tỉnh Hà Nam, xã Hoàng Tây. Và sau đó thì là có một số cái biện pháp cải thiện đánh giá và một số cái đưa ra cái hướng cải thiện. Để tôi sẽ đi rất là nhanh cái phần giới thiệu ban đầu về cái xuất xứ của cái bước thí nghiệm này. Thế thì dựa trên cái mật độ dân số Việt Nam khá lớn, 91 triệu người tính theo cái niên giám thống kê năm 2013, và trong đó có gần 67% sống ở cái vùng nông thôn và vùng núi và hải đảo. Thế thì cái chất thải có rất là nhiều các cái loại hình nhà tiêu hộ gia đình, thì trong đó cái loại hình hồ xí khô một ngăn và hai ngăn thì được sử dụng khá phổ biến ở vùng nông thôn, đặc biệt là vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng, và người dân thì có cái hình thức là tái sử dụng chất thải nhà tiêu cho nông nghiệp, và có người ta có thể là ủ trong nhà tiêu hay ngăn và có thể là sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên là theo cái kết quả sơ bộ mà chúng tôi tiến hành đánh giá ở tại cái khu vực nghiên cứu thì thấy rằng là đa phần thì là các cái nhà tiêu hộ gia đình trước đây được xây từ hai ngăn với cái cách sử dụng là luân phiên, nhưng mà sau một thời gian thì là người ta cũng không còn làm thì cái việc đấy nữa, mà người ta sử dụng song song đồng thời cả hai ngăn, cho nên không có cái ngăn nào được coi là ngăn ủ cả, và quay trở về là cái nhà tiêu một ngăn không có ủ. Thế thì khi mà cần đưa ra ngoài sử dụng cho nông nghiệp ấy thì người ta chỉ đóng bao vào đó thì vứt ra ngoài ruộng khoảng 2-3 tuần hoặc một vài tháng gì đó thì và sau đó đem bón trực tiếp. Còn những cái khu vực mà canh tác là trồng rau thì người ta thường là người ta cũng sử dụng trực tiếp là phổ biến. Thế thì trước cái vấn đề cái cách sử dụng của người dân việc tái sử dụng cái phân bón trong tái sử dụng chất thải nhà tiêu ấy, thì trước cái thực trạng đấy thì là và cái cùng với cái kết hợp với nghiên cứu của trường đại học London ấy, thì là chúng tôi các quý vị đại biểu cũng vừa được nghe thông tin là thấy rằng là cái quá trình phân hủy trong chất thải nhà tiêu thì diễn ra rất là chậm, và sự có mặt của các cái vi sinh vật có ích cho quá trình phân hủy sinh học thì không phải là nhiều và không đa dạng, mà nó không có tính đa dạng so với cái quần thể vi sinh vật ở trong chất thải nhà tiêu ở Tanzania. Cũng có thể là do là lúc nãy như thầy giáo sư Nhuệ vừa mới có đặt câu hỏi với ông ấy là cái mực nước ngầm thì toàn bộ hầu như là các cái nhà tiêu mà chúng tôi đi khảo sát thì là đều được xây dựng ở trên mặt đất, tức là hoàn toàn nằm ở phía trên mặt đất và xây bằng gạch. Ở dưới là có chạt xây bằng gạch và đó là chạt vôi. Thế thì và chính vì cái việc mà cách ly với môi trường đất và cách ly bằng gạch và xi măng hoặc là vôi như thế thì nó sẽ làm cho cái sự đa dạng về quần thể vi sinh vật ở trong cái nhà tiêu nó không có nhiều, nó không đa dạng và nó làm ngăn cản cái sự quá cái làm chậm cái quá trình phân hủy. Thế thì đây là một số đồ thị biểu thị cái kết quả nghiên cứu
trong phòng thí nghiệm đối với chất thải nhà tiêu mà được thường xuyên bổ sung cho và vôi mỗi lần sau mỗi lần sử dụng, thì thấy rằng là sau 9 tháng thì E. coli thì vẫn vượt quá cái ngưỡng cho phép đối với cái chất thải đem tái sử dụng cho nông nghiệp theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Và đây cái đồ thị này là biểu thị cái quần thể của vi sinh vật ở trong nhóm chất thải nhà tiêu của Việt Nam và Tanzania, thì thấy rằng là cái nó ngắn hơn và chúng ta có thể thấy rõ rằng là cái sự đa dạng của vi sinh vật ở trong chất thải nhà tiêu Việt Nam thì kém hơn so với chất thải nhà tiêu ở Tanzania. Vì ở Tanzania ấy, là nhà tiêu người ta là đào ở dưới mặt đất và hoàn toàn là xung quanh không có, xung quanh có thể có xây gạch hoặc là không, hoặc là thường là không có xây gạch, và cho nên là cái vi khuẩn, cái quần thể vi sinh vật ở đất có thể xâm nhập vào cái môi trường hố ủ. Thế thì trước những cái vấn đề mà, thực trạng về tái sử dụng và những cái kết quả thu được ở cái đề tài trước, thì nhóm nghiên cứu có tiến hành đề xuất một cái hướng giải quyết để với các cái mục đích. Thứ nhất là để cải thiện cái quá trình phân hủy chất và tiêu diệt mầm bệnh trong chất thải nhà tiêu hộ gia đình. Thứ hai nữa là giảm thời gian lưu trữ, giảm thời gian ủ để phù hợp với cái điều kiện canh tác. Và thứ ba là đánh giá những cái giải pháp mà đánh giá cái các cái giải pháp được cải thiện. Và với cái cách tiếp cận là sử dụng cái loại chất độn khác ngoài chất bên cạnh sử dụng cái loại chất độn khác mà không phải là các cái chất độn truyền thống như ví dụ như là tro hoặc là vôi, vì tro và vôi khi mà bổ sung vào chất thải sau mỗi lần sử dụng thì nó sẽ làm cho cái điều kiện mà pH tăng lên, và nó cũng có thể là cái cách có thể là làm hạn chế cái sự có mặt, sự đa dạng của vi sinh vật ở trong chất thải nhà tiêu. Và cái hướng tiếp cận thứ hai tức là sử dụng những cái vi sinh vật mà có lợi cho quá trình phân hủy. Và thứ ba là cái cách tiếp cận thứ ba tức là tạo cái điều kiện môi trường hiếu khí cho quá trình phân hủy. Thế thì trước những cái mục tiêu và những cái định hướng cải thiện như thế thì nhóm đã tiến hành thiết lập một cái mô hình thí nghiệm ủ composting trong điều kiện hiếu khí có đảo trộn với cái cấu tạo với đây là cái thùng ủ được sử dụng là cái thùng nhựa tái chế, và sau đó là tiến hành đục lỗ, đây là cửa nạp nguyên liệu, và đặt trên giá bằng gỗ, giá chữ X bằng gỗ, và nhiệt độ của đống ủ thì được thu thập theo thời gian cứ nửa tiếng một lần và được theo dõi trong suốt cái thời gian ủ. Cái mô hình này thì chúng tôi theo dõi trong 6 tháng. Thế thì trong đó thì chúng tôi thiết lập 3 cái thùng ủ để đánh giá cái hiệu quả hiệu quả phân hủy và tiêu diệt mầm bệnh đối với các loại chế phẩm vi sinh khác nhau mà bổ sung vào. Thế thì trong đó thì thùng thứ nhất là thùng T1. Thì thùng T1 thì có bao gồm tất cả 3 thùng ủ này, vật liệu ủ thì bao gồm là chất thải nhà tiêu từ nhà tiêu tách nước tiểu, và cái vật liệu thứ hai tức là mùn cưa, chúng tôi thay thế cho và vôi bằng mùn cưa, và thứ ba được là chất thải hộ gia đình tức là chất thải dầu hữu cơ, và với tỷ lệ là bùn, mùn cưa và chất thải tức là thức ăn thừa là tỷ lệ 2:1:1. Thế thì và kiểm soát tính toán khối lượng để kiểm soát cái tỷ lệ carbon trên nitơ là từ 25 đến 30 chia 1. Và thùng thứ nhất thì chúng tôi bổ sung thêm chế phẩm Sagibio là một cái loại chế phẩm phân hủy chất thải rắn mà bây giờ được
bán rất là rộng rãi ở trên thị trường. Và cái thùng thứ hai là cái thùng mà chất thải ban đầu chúng tôi bổ sung thêm cái bổ sung thêm men rượu. Men rượu là một cái cũng là một cái loại men vi sinh mà được sử dụng mà được người dân sử dụng phổ biến để sản xuất rượu. Và thùng thứ ba là thùng không bổ sung chế phẩm vi sinh. Và trong thời gian sau khi mà bổ sung nguyên liệu và tiến hành là đảo trộn, thế thì tần suất đảo trộn tức là tuần 4 tuần đầu thì previous 4 tuần đầu thì cái thùng này được đảo trộn 3 lần một tuần. Và từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 16 thì là cứ một tuần là tiến hành đảo trộn một lần. Thế thì các cái chỉ tiêu mà chúng tôi theo dõi và đánh giá theo trong suốt quá trình ủ là đó là nhiệt độ, TSVS, TOC và tổng nitơ. Chỉ tiêu về vi sinh thì có vi khuẩn E. coli và trứng giun. Thế thì đây là cái kết quả chúng tôi thu thập được trong quá trình ủ. Thì đây là cái đồ thị, tại vì cái thời gian ủ kéo dài 6 tháng thì tôi cắt bớt cái phần giai đoạn sau, thì đây là chỉ là một tháng đầu tiên, là tháng từ tháng 11. Tháng 11 cho tới tháng 2. Thì thấy là trong 3 tháng đầu đây là cái kết quả mà nhiệt độ trong 3 tháng đầu. Thế thì các quý vị có thể thấy rằng là đây đối với T1 là cái đường màu xanh, thì thấy là trong khoảng 1-2 ngày đầu thì là nhiệt độ tăng lên đến 43 đến 44 độ C. Và trong khi đó nhiệt độ môi trường là cái đường màu đen này thì rất là thấp, vì lúc đấy là cái thời điểm đấy rất rét. Thế thì có sự chênh lệch nhiệt độ rất cao, và các cái thùng màu đỏ tức là thùng có chế phẩm về men rượu và thùng thứ 3 là không có chế phẩm vi sinh thì gần như là không có cái sự thay đổi nhiệt độ so với nhiệt độ môi trường. Thế và những cái đồ thị nó có những cái lúc mà nó đẩy lên cao, đấy là do sau mỗi lần đảo trộn thì các cái vật chất tiếp tục được phân hủy bởi vi sinh vật, cho nên là có những cái điểm peak lên. Đây là cái kết quả biểu thị cái sự thay đổi về tổng nitơ trong chất thải từ 3 thùng ủ. Thì thấy rằng là đấy, đối với thùng T1 này sử dụng chế phẩm Sagibio thì nitơ giảm nhiều hơn, nhiều nhất so với thùng ủ T2 thì giảm ít hơn. Cái này cũng có thể giải thích được do là cái quá trình tăng nhiệt ở trong cái thùng ủ thứ nhất. Và cái đồ thị này thì biểu thị cái sự thay đổi của E. coli ở trong đống ủ xong từ tuần 0 cho đến tuần thứ 16. Thì thấy rằng là sau 16 tuần ủ thì lượng E. coli trong thùng T1 thì đã giảm được 4 log, từ 10 mũ 6 đến 10 xuống 10 mũ 2. Và thùng T2 thì là giảm được cũng được 4 log, là từ 10 mũ 5 xuống 10 mũ 1. Và thùng T3 thì giảm được ít nhất thì giảm được có 1 log thôi. Thế và cái sau 4 tháng thì thấy rằng là thùng ủ T1 và thùng ủ T2, thùng ủ T3 đều là đạt tới lượng E. coli trong trên 1 gram TS, trong 1 gram chất rắn thì đều nằm dưới cái ngưỡng yêu cầu đối theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về tái sử dụng chất thải nhà tiêu cho nông nghiệp. Và tôi xin phép đi đến cái phần kết luận. Qua cái nghiên cứu, qua cái sơ độ, qua cái thời gian tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với cái mô hình ủ có bổ sung chế phẩm và không có bổ sung chế phẩm vi sinh, thì thấy rằng là cái tốc độ phân hủy, tốc độ giảm các cái mầm bệnh mà đơn cử là cái vi khuẩn E. coli, chúng tôi có được kết quả là với chất thải nhà tiêu có bổ sung chế phẩm vi sinh thì có cái tốc độ tiêu diệt
mầm bệnh tốt hơn đối với cái thùng ủ mà không có bổ sung chế phẩm. Và cái chế phẩm Sagibio so sánh với chế phẩm là men rượu thì thấy rằng là có khả năng tăng nhiệt nhanh hơn, cao hơn. Và vì cái nhiệt độ cũng là một cái yếu tố rất là cần thiết để thúc đẩy cái quá trình phân hủy, để thúc đẩy cái quá trình tiêu diệt mầm bệnh và trứng giun. Dựa trên cái kết quả nghiên cứu ban đầu thì nhóm nghiên cứu có đề xuất những cái hướng trong giải pháp trong tương lai với mục đích là tái sử dụng an toàn chất thải người cho nông nghiệp và mở ra những cái hướng xử lý như là xử lý bùn cặn, xử lý chất thải nhà tiêu ở trong hộ gia đình, ở cái quy mô hộ gia đình. Ví dụ như là có thể sử dụng là các cái chống quay, ủ compost và kết hợp với loại nhà tiêu sinh thái có cái trục vít tạo điều kiện làm đảo trộn cho chất thải với chất độn để tăng quá trình phân hủy, tăng cái hiệu quả cung cấp oxy để tăng hiệu quả phân hủy. Hoặc là có thể sử dụng ủ kết hợp chất thải nhà tiêu với lại bùn cặn từ các cái công trình xử lý nước thải tập trung, và hoặc là có thể là ủ kết hợp với cái bùn cặn ở từ hệ thống thoát nước với cái hình thức là ủ hiếu khí. Thôi xin kết thúc bài trình bày của mình. Xin cảm ơn bà Hồng Anh. Qua bài trình bày của bà Hồng Anh thì chúng ta thấy được cái bức tranh, tức là ở đây là gần như là vấn đề tái sử dụng an toàn cho nông nghiệp, vấn đề bùn thải và xử lý chất thải với quy mô hộ gia đình. Thì tại bài trình bày của bà là có cái sự bổ sung chế phẩm thì tốt hơn là không có bổ sung chế phẩm, mà trong cái bổ sung chế phẩm thì ngoài cho và vôi ra thì có sử dụng các loại chế phẩm như là Sagibio hoặc là men rượu. Thế thì ở đây thì rất cảm ơn bà trong cái bài trình bày và có những cái kết quả rất chi tiết trong một cái thời gian bà nghiên cứu. Sau đây xin mời ý kiến, có những câu hỏi của các quý vị đại biểu. Cảm ơn chị về bài trình bày vừa rồi. Thì tôi tên là Hiền, tôi đến từ tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và chúng tôi làm những chương trình về vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn. Tôi rất mong muốn có những cái ứng dụng mới để đưa vào trong cái quản lý của cái xử lý chất thải của khu vực nông thôn. Về vấn đề trình bày, tôi có hai cái câu hỏi là quan tâm ấy. Thì nếu đem ứng dụng được cái thí nghiệm này vào trong thực tế thì tôi xin hỏi hai vấn đề sau đây. Thứ nhất là khi chị ủ trong vòng 16 tuần và phải đục lỗ và đảo trộn liên tục như vậy, thế thì khi mà thành công và đem ứng dụng vào trong thực tế thì cái xử lý vấn đề mùi và những cái vi khuẩn mầm bệnh nó có thể lan ra ngoài trong môi trường trong vòng 16, trong cái thời gian ủ đấy hay không, nếu mà được ứng dụng đại trà trong cộng đồng. Câu hỏi thứ hai là khi mà ủ mà có bổ sung cái chế phẩm vi sinh ấy, thì cái thời gian giảm cái mầm bệnh nó đi, cái số lượng mầm bệnh nó giảm đi 4 lốc, như vậy là còn 10 mũ 2, thì con số này về mặt khoa học thì nó đã đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng chưa? Có thể ứng dụng được đại trà hay không? Tôi xin hết. Tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là trong quá trình mà ủ và cái thùng ủ có đục lỗ đúng không ạ? Và nó sẽ có chất lỏng chảy ra từ cái đống ủ và có thể làm cái nguồn để phát tán mầm bệnh đúng không ạ? Thế thì tôi đúng là đấy là cái một vấn đề mà nhóm nghiên cứu cũng đã nghĩ tới khi mà thiết lập mô hình. Thì trong cái giai đoạn cái thời gian nó rất là ngắn, thế và chúng tôi cũng đã biết được cái nhược điểm của cái mô hình thí nghiệm này. Thế thì trước cái những cái vấn đề xảy ra như thế thì chúng tôi có phát triển một cái mô hình mà thùng ủ mà không có đục lỗ nhưng mà lại có cái vòng xoắn để đảo trộn. Thì nếu mà chị được gắn với lại bệ ngồi của cái nhà tiêu sinh thái ấy, thì lát nữa chị có thể tham khảo ở cái gian triển lãm của chúng tôi. Thì lúc đấy thì toàn bộ cái ống đấy là nó
nó kín và nó chỉ có cái hệ thống thông gió, tức là sẽ có một cái quạt thông gió ở phía trên cái ống mà đảo trộn đấy để bổ sung không khí, cho nên là chất lỏng thì sẽ không bị thải ra ngoài môi trường trong quá trình mà làm việc. Và cái câu hỏi thứ hai là lúc nãy theo kết quả tôi trình bày thì E. coli đã được giảm tới 10 mũ 2 sau 4 tháng ủ hiếu khí. Thì theo như là hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về vi khuẩn E. coli trong chất thải nhà tiêu đảm bảo an toàn cho tái sử dụng thì là yêu cầu là E. coli thì nhỏ hơn 10 mũ 3 trên 1 gram TS. Thì cái mô hình này chúng tôi đã đạt được là 10 mũ 2 trên 1 gram TS. Thế thì còn đối với tiêu chuẩn của Việt Nam thì chúng ta lại không có cái về phân bón hữu cơ tái sử dụng trong nông nghiệp thì lại không có cái tiêu chuẩn đó. Không có cái chỉ tiêu đó. Cũng là hay và chi tiết của chị Hồng Anh. Nhưng mà tuy nhiên là đấy chúng tôi muốn, bởi vì ngay lúc ban đầu ấy chỉ có đặt vấn đề, tức là trước đây là có các cái trước đây từ những cái năm 60 Việt Nam chúng ta là có cái phong trào, tức là các cái nông thôn ấy sử dụng cái hồ xí hai ngăn, đúng không? Và hiện nay thì là hồ xí hai ngăn thì do cái tập sau dần dần là quên đi là cái tập quán mà nó ủ theo mẹ đấy. Đấy, vì thế cho nên hiện nay nó là quay trở lại, tức là nó gần như là nó sử dụng là liên tiếp như vậy. Thì ở đây thì không biết là trong nghiên cứu của mình có cái so sánh hay không giữa là cái có thể là trước đây thì theo tôi thiết nghĩ là cái hồ xí hai ngăn của mình Việt Nam mình trước đây có rất nhiều nghiên cứu, thì mình có so sánh là cái đề xuất của mình đây với lại là cái hồ xí hai ngăn trước đây hay không về mặt các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật và vệ sinh là một. Và thứ hai là theo tôi thiết nghĩ thì bây giờ là làm thế nào để cái tập quán người ta sử dụng các cái đề xuất của mình với lại quay trở lại cái tập quán sử dụng hồ xí hai ngăn xem thử là cái cách nào nó đơn giản hơn hay không. Đấy thì tôi muốn hỏi như vậy. Thế em cũng xin trả lời thầy là cái câu hỏi thứ nhất là có so sánh những cái kết quả mà có được từ cái hồ xí hai ngăn với cái kết quả này hay chưa. Thì trên thực tế thì là cái quá trình phân hủy ở của chất thải trong nhà tiêu hai ngăn ấy, thì trong cái dự án với trường Đại học London ấy, thì cũng có mà lấy mẫu theo cái độ sâu trong 50 nhà tiêu ở Việt Nam được lựa chọn ấy, thì chỉ có nhóm nghiên cứu chỉ tìm thấy có 4 nhà tiêu hai ngăn được sử dụng theo đúng cách và cũng tiến hành lấy mẫu nghiên cứu, thì thấy rằng là cái tất cả những cái chỉ tiêu về vi sinh và về cái quá trình phân hủy giữa các cái lớp ở trong đống ủ thì nó cũng không đảm bảo, không thấy quá trình phân hủy thì không hiệu quả, mà cái vi sinh vật thì ở trong cái chất thải đấy cũng chưa đảm bảo. Chính vì thế cho nên là và thứ hai là cái để sử dụng được cái để ban hành hay là cái hướng dẫn được cái cách sử dụng cho người dân là sử dụng luân phiên có thời gian ủ đảm bảo đủ thời gian ấy, thì bây giờ sau khi đi nghiên cứu thì thấy là việc mà tuyên truyền cho người dân sử dụng như thế là rất khó, tại vì người ta không làm và vấn đề là người ta vẫn thích là tức là không thể tuân thủ theo cái thời gian ủ tối theo như hướng dẫn để đảm bảo cái về mặt vệ sinh. Thế thì còn cái việc về so sánh ấy, thì đấy là nhóm đề tài mới so sánh đến cái mức đấy. Thế còn có những cái kết quả mà sâu hơn kỹ hơn thì chắc là sẽ phải có thời gian để tìm hiểu. Và câu hỏi thầy, câu hỏi thứ hai là gì ạ? Đồng bằng cách là vẫn cái hướng dẫn là cái bể hồ xí hai ngăn như trước kia, nhưng mà bây giờ là quay trở lại để giới thiệu cái quy trình vận hành để cho dân người ta quen ta làm, quay trở lại như là cái thói quen cách đây là mấy chục năm, bây giờ người ta quên đi thì bây giờ lại là hướng dẫn trở lại có được không, thay cho cái mà mình đề xuất là cái hệ thống là cái xáo trộn nó rất phức tạp, bây giờ hồ xí hai ngăn người ta đã có rồi. Trên thực hiện nay ấy, thì cái việc mà tuyên truyền cái cách sử dụng nhà tiêu hai ngăn mà sử dụng luân phiên ủ luân phiên ấy thì cái đấy thì là do Bộ Y tế tuyên truyền, còn nhóm nghiên cứu khoa học thì chị cũng cố gắng là khi đi khảo sát và cố gắng tuyên truyền với người dân cách sử dụng,
như thế. Thế nhưng mà vấn đề thứ hai là vấn đề tiện nghi, là đối với nhà tiêu hai ngăn thì các quý vị đại biểu cũng đã biết được là sàn bệ ngồi thì là bằng hai viên gạch xong gắn xong gắn xi. Thế thì nhóm cũng cái hướng đề tài nghiên cứu cũng là làm nghiên cứu cái giải pháp mà làm sao cho cái người sử dụng cảm thấy tiện nghi hơn và có kết hợp với quá trình tăng cường hiệu quả phân hủy. My knowledge of microbiology is a bit old and rusty, but so if I make a fool of myself, I apologize. My understanding was that E. coli will thrive at 44 degrees. And in your conclusion, you said that by adding additive, you reach 44 degrees faster. So I would not expect E. coli to reduce at those temperature. And my understanding was that also traditional aerobic composting process will bring temperature to in the range of 60 degrees, which was the temperature that will effectively remove the pathogen in general and E. coli in particular. Tôi xin trình bày cái câu hỏi của ông. Với cái mô hình mà nhóm tiến hành làm thí nghiệm ấy, thì cái nhiệt độ mà chúng tôi đo được đấy là cái nhiệt độ của trung tâm của thùng ủ, và cái thùng ủ này nó không được cách nhiệt với điều kiện bên ngoài, và thời điểm đấy là thời điểm mùa đông khi nhiệt độ bên ngoài chỉ có 15 đến 17 độ C, cho nên là cái việc thất thoát nhiệt nó rất là nhanh, và cái nhiệt độ ở trong đống ủ nó không thể đạt tới nhiệt độ như theo lý thuyết là trên 60 độ C. Tất nhiên là nếu mà đạt được nhiệt độ cao hơn thì cái thời gian mà tiêu diệt mầm bệnh nó sẽ ngắn hơn. Và cái cách thứ hai, cách tiếp cận thứ hai để tiêu diệt mầm bệnh đấy là cái khả năng cạnh tranh về sinh học, tức là nhờ các cái vi khuẩn có lợi khác, và trong điều kiện hiếu khí thì làm giảm cái mật độ của vi khuẩn vi sinh vật gây bệnh. Chính vì thế cho nên cái thời gian ủ của chúng tôi thì thấy rằng là phải sau 4 tháng thì 14 tuần, 16 tuần thì E. coli mới bị tiêu diệt tới mức an toàn. Xin cảm ơn bà Hồng Anh. Hy vọng rằng với một cái thời gian rất là hạn hẹp thì các quý vị cũng đã hài lòng với những cái câu trả lời của bà Hồng Anh, và có những cái câu hỏi tiếp theo thì tôi nghĩ là bên lề hội thảo sẽ có những cái trao đổi sau. Xin cảm ơn bà và xin cảm ơn các diễn giả đã ra câu hỏi. Xin mời cái phần tiếp theo của buổi chiều hôm nay. Chúng ta đến với cái thành phố mộng mơ, thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, với cái bài trình bày của ông Nguyễn Hữu Khải, là giám đốc công ty cấp thoát nước tỉnh Lâm Đồng, với cái vấn đề là xử lý bùn thải và tái sử dụng làm phân bón. Xin phép các quý vị là ở đây thì có cái phần đặc biệt trước khi ông Khải trình bày, thì tôi nghĩ là đây có những cái phần đặc biệt là trong cái phần mà tái sử dụng làm phân bón, thì ở đây theo thiết kế ban đầu của cái bùn thải là gần như làm khô và đổ vào bãi rác. Hiện nay là cái diện tích bãi rác hiện nay đã quá tải, vì thế đây là một trong những cái đặc biệt của cái phần tái sử dụng phân bùn trong nhà máy mà trước khi thiết kế là không có cái thiết kế cho vấn đề tái sử dụng phân bùn. Xin kính mời ông. Kính thưa hội nghị, cho phép tôi được trình bày những cái phần việc chúng tôi đã làm liên quan đến cái việc xử lý bùn thải làm phân hữu cơ vi sinh, và hy vọng trong hội nghị hôm nay chúng tôi cũng tiếp thu được một số những cái kinh nghiệm từ các đơn vị bạn để cái công việc của chúng tôi nó được hoàn thiện một cách tốt hơn. Thì trước hết thì tôi xin được khái quát về cái hệ thống phân nước của cái hệ thống xử lý nước thải của chúng tôi. Thì cái nhà máy của chúng tôi thì khởi công 2003 và hoàn thành 2005, và hệ thống của chúng tôi là công suất giai đoạn 17.400, và hiện nay thì đã thu gom 80% tổng số đấu nối được thế này. Thì cái khu nhà máy của chúng tôi, chúng ta nhìn thấy qua hai cái khu, thứ nhất cái khu vàng vàng này là cái khu xử lý bùn, và cái phần còn lại là xử lý nước thải. Thế thì cái đặc điểm của cái hệ thống này đó là như đồng chí phó giáo sư đã nói, tức là trong cái thiết kế này người ta không tính đến cái chuyện làm cái phân vi sinh hữu cơ, cho nên không có tí đất nào dành cho nó cả. Cái khó khăn đầu tiên là như vậy. Cái khó khăn thứ hai ấy, là cái nước thải đầu vào á, cái nước thải
cái nước thải đầu vào thực tế thì nó đã cao hơn so với các cái thông số tính toán ban đầu. Thì trong cái bảng tổng hợp chúng tôi có cái phần dưới thì lát nữa thì quý vị sẽ thấy. Đã như thế rồi thì lại trong cái hệ thống này thì toàn bộ cái lượng bùn thải chúng tôi quen gọi là bán thân trạng đấy. Thứ hai nữa là cái bùn bể tự hoại theo thiết kế là thu gom có 2 phường thôi. Và cái thứ ba là chúng tôi còn phải tiếp nhận thêm một cái lượng nước thải ngoài cái thiết kế này nữa là cái nước lò mổ. Một cái lò mổ của thành phố cũng đổ vào đây và mỗi ngày thì vào cái cỏ cũng gần 100 khối cái nước lò mổ này. Nhưng mà cái theo cái thiết kế của ban đầu thì toàn bộ cái hỗn hợp này để được đổ vào cái bể lăng cát, đổ vào cái bể lăng cát. Và đổ vào cái bể lăng cát này thì đây nó tạo ra một cái, tức là chúng tôi hay dùng cái từ, tức là khi nó tăng đột biến, khi mà các cái xe hầm cầu nó đổ về, khi mà cái trạm bơm bùn, tức là bản thân trạm nó toàn bộ bùn trong đó nó bơm về và cái nước của lò mổ nó về thì nó tạo ra, chúng tôi hay dùng cái từ gọi là cái sốc cho hệ thống, tức là cái nồng độ hữu cơ nó rất cao. Và trong cái bảng chúng tôi cũng đã có phân tích rất kỹ trong cái bảng này. Thế thì xin đấy, đây trong cái bảng này thì chúng ta thấy rằng đây là cái thành phần, đây là cái theo thiết kế. Và thực tế thì nước đầu vào nó như thế này. Và cái bùn bể tự hoại thì thành phần của nó như thế này, nó cao rất lớn. Và cái nước của lò mổ thì nó như thế này. Và cái bùn của bản thân trạm, xin lỗi cái chỗ này là tôi biết, cái này nó bị nhảy. Nó bị giật vậy đấy. Nên là không đúng trong cái. Và cái bùn của bản thân trạm thì cái bùn bản thân trạm thì cái này để tôi đọc luôn, thì trong này nó bị nhảy rồi. Mà đúng là cái hàng này là bùn bản thân trạm là sau xử lý, tức là cái bản thân trạm chúng tôi quan niệm, tức là không chỉ là cái bản thân trạm của các cái hạng mục công trình nó thải ra, mà nó còn là cái bùn của cái bể hồng phốt đổ vào và bùn của cái lò mổ đổ vào. Trên cái hỗn hợp trong này tôi có tổng hợp trong này thì nó có tức là cái bùn đó, cái hàm lượng hữu cơ BOD của nó lên đến như vậy là 7.783 mg/lít, amoni đến 89.04 mg/lít. Nhưng sau khi chúng tôi làm cái xử lý sơ bộ thì nó tụt xuống khoảng có 763.3 và amoni là 800.9. Thì với cái đặc điểm như vậy thì xin báo cáo hội nghị là chúng tôi đã phải dành 25% cái diện tích hữu ích của sân phơi bùn để làm cái nhiệm vụ là sản xuất phân vi sinh. Và chúng tôi cũng đã dành 25% cái công suất của cái bể lăng hai vỏ để làm cái nhiệm vụ điều chỉnh cái nồng độ đầu vào xuống để không để xảy ra cái đột biến, để không xảy ra cái đột biến. Và cái thành phần ở trên, cái thành phần chúng tôi đã trình bày ở trên này. Thế thì xin báo cáo là sau khi mà chúng tôi làm như thế thì cái vấn đề là sân phơi bùn thì nó sẽ bị thu hẹp lại, nhưng cái công suất bùn thì nó vẫn cứ tăng lên. Và hiện nay thì chúng tôi thu tiếp nhận bùn không phải theo thiết kế là chỉ có 2 phường trung tâm, mà chúng tôi đã phải tiếp nhận toàn bộ bùn của toàn thành phố, bùn bể tự hoại được toàn thành phố được đưa về đây để xử lý, vì cái bể bãi rác của thành phố hiện nay đã quá tải rồi. Như vậy để đảm bảo cho cái diện tích nó đã giảm đi mất 25% mà nó vẫn đảm bảo được cái việc thu phơi khô bùn nó đạt hiệu quả, chúng tôi đã làm những cái phương án, tức là tối ưu hóa lại cái sân phơi bùn này. Tức là khi tưới bùn ta nên tưới ở cái chiều dày nào và cách đảo trộn như thế nào, rồi cách sắp xếp bùn như thế nào, thì trong cái điều kiện nó chật chội như thế nhưng mà chúng tôi vẫn có thể làm được cái chuyện đó. Cái thứ hai là cái mà chúng tôi sau khi mà chúng tôi dùng cái phương pháp là không đưa nước cái hỗn hợp bùn thải bùn bản thân trạm về bể lăng cát, vì về bể lăng cát thì chúng tôi không kiểm soát được nó. Còn chúng tôi đưa về cái bể lăng hai vỏ, tức là một đơn nguyên của bể lăng hai vỏ, bốn bể thì chúng tôi dành như một bể, chúng tôi làm cái việc này. Thì chúng tôi sẽ đưa nó sau khi xử lý sơ bộ. Nâng chút đấy. Thêm tí nữa. Nâng lên. Thì sau khi chúng tôi có cái thí nghiệm, tức là trong nâng lên nữa tôi có hai cái bình nước đấy. Nâng lên cho không kéo xuống. Nâng lên đấy. Nữa. Nâng lên. Ngược lại cái việc này, việc ngược lại cái động tác này. Nữa, đấy. Xin báo cáo là sau khi mà chúng tôi đưa qua cái thí nghiệm cái hỗn hợp nước thải, bùn thải, bản thân trạm, nước lò mổ, chúng tôi đưa vào thì cái bình,
bấm nút hạ xuống chưa? Hạ xuống. Tí nữa. Bấm nút nữa. Xuống. Ngược lại cái việc làm này. Hết lên. Hai cái bình nước lúc nãy đấy. Rồi. Tức đây là cái hỗn hợp lúc đầu vào chúng tôi đưa vào. Chỉ cần sau 30 phút thôi thì nó đã thành ba cái pha rất rõ ràng. Cái thứ nhất là khi rác bọt được nối đi trên và cái bùn cặn cái lắng xuống dưới cái phần nước trong ở giữa này. Trong này thì chúng tôi sẽ hòa vào, trộn vào cái nước thải đầu vào ở cái giò mình rút về nhiều nhất. Nâng. À chết, bên trên kìa. Ngược lại chứ. Đấy ạ. Như vậy là sau khi, ở đây thì rất nhiều các biểu đồ chúng tôi lấy cả mùa khô mùa mưa đấy. Nhưng mà vì là trong cái khống chế về cái số trang phít thì chúng tôi chỉ lấy một cái thôi. Thì xin thưa là cái lượng nước mà sau xử lý cái tầng giữa thì chúng tôi sẽ đưa vào trộn vào cái giò này vào cái tầm khoảng 7 giờ sáng đấy. Và cái giờ cái đỉnh thứ hai là cái đỉnh khoảng 13, 14 giờ đấy. Tức là sau khi đã xử lý sơ bộ rồi thì chúng tôi trộn vào. Và trộn vào như thế thì cái hỗn hợp của nó, cái nồng độ của nó thấp xuống hẳn. Và chúng tôi đã kiểm tra cái nồng độ nó ở trong cái này, trong cái bảng này bị lộn xộn nữa rồi. Tức là ban đầu VOD5 của nó đang là 7783 thì xong khi đã xử lý sơ bộ trong thời gian lưu nước mà chúng tôi cho tỉnh hoàn toàn ấy, thì nó trong 5 đến 7 giờ thì nó còn lại 763 mg. Nhưng cái amoni thì không thay đổi, Thì báo cáo với hội nghị tức là sau khi chúng tôi làm các cái biện pháp này thì nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng xử lý, không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng xử lý của nước thải của chúng tôi. Và tiếp theo là đến cái phần xử lý bùn thì xin báo cáo. Theo thiết kế thì toàn bộ cái bùn này được đưa về sân phơi bùn với cái độ ẩm nhỏ hơn 30% thì mang chở bỏ bãi rác. Rồi theo thiết kế. Nhưng chúng tôi thì lại làm xử lý tiếp theo. Trước khi xử lý tiếp theo thì chúng tôi cũng phân tích cái thành phần bùn theo cái tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường và cái quy chuẩn về kỹ thuật quốc gia về cái ngưỡng chất thải nguy hại. Thì sau khi chúng tôi phân tích tất cả cái lượng bùn, cái thành phần bùn của chúng tôi thì nó đều dưới ngưỡng chất thải nguy hại và chúng tôi tiến hành sản xuất phân vi sinh. Thì khi sơ đồ sản xuất phân vi sinh của chúng tôi, tức là bùn thải sau xử lý thì được làm khô, mà quan niệm khô để nhỏ nó bằng 30%, độ ẩm 30%. Sau đó chúng tôi sẽ bổ sung các cái chất dinh dưỡng và các cái chế phẩm vi sinh. Cái chất dinh dưỡng ở đây chúng tôi dùng là cái cám cho heo ăn đấy, cho lợn ăn. Và thứ hai nữa là cái dĩ đường, đó là cái chất dinh dưỡng như vi sinh vật. Và các cái chế phẩm thì gồm có cái chế phẩm cố định đạm, chế phẩm là phân giải lân, phân giải cellulo, đó là cái chế phẩm chúng tôi đưa vào. Và sau khi đó thì chúng tôi ủ và đảo trộn. Thì cái thời gian đầu chúng tôi ủ và đảo trộn cái thời gian là khoảng 4 tuần, tức là khoảng gần 30 ngày đấy. Sau khi 30 ngày xong rồi thì chúng tôi tiếp tục là sàng tách và chúng tôi để bổ sung các cái chất dinh dưỡng và các cái chế phẩm vi sinh để ủ trộn lần thứ hai. Cái thời gian ủ trộn này chúng tôi làm trong 4 ngày. Và sau khi ủ trộn rồi thì chúng tôi tiếp tục là nghiền nguyên liệu, sàng, đóng bao thành phẩm và nhập kho. Và cái này thì hết sức đơn giản. Thì báo cáo là cái quy trình sản xuất của chúng tôi là như thế. Và đây là một số cái hình ảnh mà có thể, tức là sau khi mà cái xe từ bùn thải, cái xe hút hồng cầu thì chúng tôi đưa ngay vào cái ngăn thông khí đấy, tức là đưa ngay vào cái ngăn phân hủy đấy, đưa ngay phân hủy của một cái đơn nguyên mà chúng tôi tách hẳn ra. Thứ hai là cái ống này chính là cái ống mà từ bản thân trạm, từ cái trạm bơm về chúng tôi cũng đổ vào đây. Thứ hai là sau khi đó thì đây là cái bùn mà chúng tôi xả từ cái ngăn phân hủy của bể lăng hay bỏ về sân phơi bùn. Và khi ở đến như thế này tức là nó đạt đến cái độ ẩm như là nhỏ bằng 30%. Và chúng tôi tiến hành làm theo các cái công đoạn như tôi đã trình bày những cái đồ trên. Và đây là cái phần chúng tôi đang bổ sung cám, tức là cái chất dinh dưỡng. Chúng tôi ủ, khi chúng tôi ủ đây cái nhiệt độ ủ lên đến hơn 60 độ C cơ.
cho nên khi mà chúng tôi kiểm tra về các cái chỉ số về poly chỉ số về poly ấy, thì chúng tôi không phát hiện, tức là nó chết hết theo cái phân tích này. Đấy, và chúng ta thấy ban ngày chúng tôi khi tôi dò cái đống ủ ra là nó bốc hơi như thế này đấy, tức là cái nhiệt độ như này rất cao. Và sau khi đây là cái công đoạn chúng tôi là sàng tách đảo trộn xay bùn sàng tách, và cái công đoạn cuối cùng là trong bao. Thì xin báo cáo là cái khó khăn là cái nhất như tôi nói ban đầu, tức là cái trong cái thiết kế thì họ không tính đến cái chuyện này, nhưng mà do cái sức ép về vấn đề môi trường và cái bãi rác thì nó đã quá tải nên buộc chúng tôi phải làm. Cái khó khăn cuối cùng nữa là làm được rồi nhưng mà bán cũng là rất là khó. Nên tôi thấy thường là những các cái trường hợp, những cái việc làm mà tái các cái sản phẩm tái sinh này, tôi thấy ở cái một số nơi người ta thường rất ưu tiên đấy, nhưng mà đây chúng tôi thấy cái này nó đang còn là một vấn đề mà đang còn nan giải. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin kết thúc cái báo cáo của tôi. Và xin cảm ơn ông Khải đã có một bài trình bày của mình, và sau đây xin mời các quý vị đại biểu có những cái câu hỏi để cho diễn giả. Xin kính mời. Vâng, xin mời chị Hương đến từ Bộ Xây dựng. Xin cảm ơn anh vì bài trình bày rất là hay, ngắn gọn và có một cái bức tranh tổng thể về cái thoát nước và xử lý nước thải và bùn thải của Đà Lạt. Xin hỏi anh một câu là trong cái quá trình xử lý này thì có cái tồn tại và khó khăn gì mà trong cái thời gian tới thì bên xí nghiệp mình và công ty mình có mong muốn được điều chỉnh hoặc là khắc phục? Xin cảm ơn. Cái khó khăn trong thời gian tới tức là công suất nhà máy sẽ tăng lên, nhưng mà cái đất để làm cho cái này hiện nay thì chúng tôi, như tôi nói ban đầu, là tôi đã phải dành 25% cái dung tích hữu ích của cái bể, của cái sân phơi bùn để chúng tôi làm, tức là cái diện tích nó đã bé ra rồi. Thứ hai là khi công suất nó tăng lên thì bút hay không, cái bể lăng hay vỏ, cái đơn nguyên cuối cùng cũng phải trả lại cho nó. Còn bây giờ thì chúng tôi đang làm cái nhiệm vụ như là một cái bể gọi là nó điều hòa nồng độ, nó nôm na chứ nó không hẳn là như vậy, nó nôm na để giảm cái nồng độ xuống để không để xảy ra cái đột biến, nó xảy ra cái đột biến, ý thế là thế. Thì trong cái thiết kế, ở trong cái cải tạo tới ấy, thì cái vấn đề là dành đất cho cái dịch vụ này thì đó là cái mà chúng tôi rất cần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là hiện nay là chúng tôi cái đầu ra, tức là khi chúng tôi làm các cái sản phẩm này ra thì chúng tôi chả có kinh nghiệm buôn bán gì cả, nhưng mà bây giờ phải làm là phải bán, mà bán để còn tái tạo lại khâu hao máy móc các thứ để đi cạnh tranh người làm rất là khó. Thế này tôi nghĩ rằng lẽ ra có một cái chính sách hẳn hoi về các cái loại sản phẩm tái sinh mà có ích lợi này, chứ nếu không chúng tôi đổ hết ra bãi rác thì một năm hàng trăm triệu tiền phí bãi rác, xăng xe và biển cái bãi rác nó đóng cửa rồi. Thế thì cái đó là cái mà tôi nghĩ địa phương nên có quan tâm, và bộ và các ban ngành cũng có những cái ý kiến thế nào đó để có một cái ưu tiên nhất định đối với cái loại sản phẩm này, cái dịch vụ này. Xin cảm ơn ông. Xin mời. Hi, I'm Asim from India. I have two questions regarding the presentation. From what I understood that you are mixing the septage from the septic tanks and wastewater from the slaughterhouses. I'm not really sure whether that's a great idea, because the slaughterhouses BOD would be very high as compared to the household level septic tanks. So I wanted a clarification on that. And the second thing was, you mentioned in your presentation that you are first collecting septage from the two zones of the city, central zones, and now you have went citywide. So how are you managing? I saw from the photograph there are around 20 beds. So how did you manage? Did you increase the depth of the sludge, the drying beds, or what other mechanism have you been using? From two zones to citywide, it's a great drastic change actually. So how did you manage this waste? Tôi xin giải thích thế này. Tôi thu là thu bùn thải của thành phố, chứ không phải là thu nước thải của thành phố. Hiện nay chúng tôi mới có hai phường rồi, và công suất nó vào cái cỡ 7.400. Đó là cái thứ nhất. Chứ còn và một ngày hiện nay, như cái lần tôi trước khi tôi đi công tác này, thì là một ngày toàn bộ cái lượng bùn thải từ bể tự hoại mang về là ba xe không 10 khối. Trước đây thì nó ít hơn. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là cái nước của lò mổ và cái nước của Hồng Phúc thì đúng là cái hàm lượng BOD và amin các thứ nó cao rõ ràng, và trong cái bảng phân tích đây nó rất là cao. Bể tự hoại này rồi lò mổ rất là cao, nhưng mà khi chúng tôi trộn toàn bộ cái này, nhưng mà
chúng tôi đưa vào trong cái, sau khi chúng tôi trộn toàn bộ cái dung dịch đó vào và tôi đưa vào cái này, tôi để lắng tĩnh 30 phút thôi, thì lập tức nó phân tầng thành cái ba cái pha rất rõ ràng. Và tôi lấy cái nước này này, cái nước này là cái nước tôi mang và tôi trộn với cái nước đầu vào, và cái nước này thì cái thành phần của nó đã giảm từ cái hỗn hợp cao, thế thì cái BOD5 nó chỉ còn có 763.3 mg/lít, tức là nó giảm hẳn, nó giảm hẳn. Và cái riêng cái amoly thì không giảm, nhưng cái BOD5 thì giảm. Và với cái lượng giảm này thì chúng tôi để trộn với cái nước thải đầu vào, mà cái nước thải đầu vào đây, cái nước thải đầu vào của nó là thế này, cái hàm lượng BOD nó có như thế này thôi. Cho nên nếu mà trộn hai cái tỷ lệ nó vào, mà cái tỷ lệ này nó chỉ là chiếm, cái tỷ lệ này nó chỉ chiếm, nếu tôi chia làm 10 phần thì cái nước thải đầu vào của chúng tôi ấy, là chiếm vào cái cỏ chiếm 5 phần, nước của bản thân trạm là 4 phần và nước đầu mũi chỉ 1 phần thôi. Cho nên cái tỷ lệ là nó pha loãng vào, cho nên là nó không có ảnh hưởng lớn như là ông nghĩ. Và thực tế sau khi chúng tôi làm cái này rồi ấy, thì cái chất lượng xử lý của tôi nó cải thiện hẳn. Hy vọng là ông hài lòng với cái câu trả lời của diễn giả. Ở đây thì đây là cái giải pháp tình thế, chứ không phải là, tức là hiện nay thì lúc đầu là khi thiết kế thì là không có nước lò mổ, và sau khi mà với cái sự phát triển thì có nước lò mổ vào, và đây là giải pháp tình thế trong cái thời gian vừa qua. Và với những cái kiến nghị của ông Khải là hy vọng rằng là trong vấn đề diện tích ngày một, quá trình đô thị ngày một phát triển, và diện tích của các trạm xử lý cũng cần được mở rộng, thì trong cái thời gian, trong cái giai đoạn thì từng bước một, thì hy vọng rằng là trong cái ví dụ của thành phố Đà Lạt cũng là một trong những cái sẻ chia kinh nghiệm đối với một số cái thành phố khác hiện nay ở Việt Nam cũng như các nước phát triển trên thế giới. Và với thời gian có hạn thì cũng xin là những cái câu hỏi có thể dành cho ông Khải có thể là sau lễ hội nghị. Và một cái chỉ tiêu mà trong cái vấn đề quản lý bùn thải vô cùng quan trọng, đó là tiêu chí về kinh tế kỹ thuật. Đấy là một trong những tiêu chí mà sẽ được diễn giả trong cái phần tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn ông Khải với bài trình bày của mình. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Và sau đây xin kính mời các quý vị đại biểu chúng ta đến với diễn giả tiếp theo là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hạ với cái vấn đề là tiêu chí kinh tế kỹ thuật để quản lý bùn thải và hệ thống thoát nước đô thị. Vâng, xin trân trọng kính mời thầy. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, tôi là Trần Đức Hạ, hiện nay là công tác tại là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Xây dựng, nhưng đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Thì trong từ những cái năm 1985 cho đến 87 và sau này thì chúng tôi cũng có là tìm hiểu về cái đặc điểm của cái các loại bùn thải, bùn cặn của cái hệ thống thoát nước. Và sau đấy thì năm 2009-10 đấy thì được Bộ Xây dựng giao cho chủ trì một cái đề tài là khảo sát điều tra đánh giá và để là đề xuất cái công nghệ xử lý cái bùn thải từ cái mạng lưới thoát nước đô thị. Và đây thì chúng tôi đấy là bùn thải từ mạng lưới thoát nước đô thị thì nó hơi khác với lại là một số cái báo cáo từ sáng đến giờ, chủ yếu là tập trung vào cái bùn bể tử hoại, bùn bể phốt. Thì ở đây chúng tôi là cái bùn thải, chủ yếu là cái bùn thải từ các cái hệ thống, các cống thoát nước, các mương thoát nước, các hồ thoát nước. Thì tôi sẽ xin phép được trình bày về đi sâu về cái vấn đề này, nó hơi khác một chút. Với lại về cái đặc điểm của bùn thải nó hơi khác, và cách tiếp cận thì nó cũng có thể là hơi khác một chút đối với lại là cái quản lý fecal sludge mà chúng ta bàn từ mấy hôm nay. Thì cái đặc điểm của cái hệ thống, các cái đối tượng mà tạo ra cái bùn thải vào hệ thống thoát nước ở Việt Nam đấy, thì nói chung là từ các cái cơ sở như là từ ngôi nhà, từ các bệnh viện, cơ sở sản xuất hoặc là từ nước mưa. Đấy, rồi thì nó tùy từng các cái đối tượng thoát nước mà có các cái công trình xử lý cục bộ, xử lý sơ bộ hay là không. Sau đấy nó chảy vào cống thoát nước chung và sau đấy chảy ra kênh mương thoát nước. Rồi hiện nay thì ở Việt Nam mới chỉ có khoảng là 10% lượng nước thải đô thị được thu gom và xử lý. Đấy, vì thế cho nên phần lớn thì sau đấy nó lại chảy ra sông hồ. Đấy. Và như thế thì cái bùn thải mà hình thành trên hệ thống thoát nước thì bao gồm là các cái bùn của bể tử hoại, rồi các loại nước bùn từ trong cống thoát nước thành phố, rồi bùn từ các cái trạm xử lý nước thải.
Thì như thế thì trên cơ sở là cái đặc điểm của cái cấu tạo của hệ thống thoát nước, đặc điểm của sự hình thành của các bùn thải trong hệ thống thoát nước như vậy, thì đối với lại là Việt Nam ấy thì được phân ra là ba cái loại bùn thải. Cái bùn thải thứ nhất là cái loại, cái nhóm một là bùn các bể tử hoại mà chúng ta đã được được trao đổi từ mấy hôm nay. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà bùn thải mà chúng tôi hiện trong cái giai đoạn từ năm 85-87 và cho đến nay thì chúng tôi cũng đang còn đeo đuổi để mà nghiên cứu, tức là cái nhóm thứ hai là bùn cặn bằng lưới thoát nước đô thị, tức là bùn từ cống, kênh, hồ thoát nước. Mà sáng nay thì có các cái báo cáo của công ty thoát nước Hà Nội rồi của công ty thoát nước Hải Phòng cũng đã trình bày. Và nhóm ba là bùn cặn từ các nhà máy, các trạm xử lý nước thải. Thì hiện nay chủ yếu là các loại bùn thải trong hệ thống thoát nước của Việt Nam thì chủ yếu vẫn là cái bùn thải của mạng lưới thoát nước. Chúng tôi phải nói nó chiếm khoảng hơn 60-65%, còn lại là khoảng là 30-35% là bùn của bể tử hoại, bể phốt, và cái bùn của các nhà máy xử lý nước thải thì không đáng kể. Thì cái đặc điểm của cái bùn thải của mạng lưới thoát nước đô thị ấy, thì theo cái tính toán cái nghiên cứu của chúng tôi trong những cái giai đoạn năm 85-87 và những cái thời gian vừa rồi trong cái của cái đề tài của Bộ Xây dựng giao cho chúng tôi ấy, thì chúng tôi tính ra được cái tiểu chung lại một cái các cái thông số, ví dụ như là đối với bùn thải của cái mạng lưới thoát nước với cái độ ẩm khoảng 85-92% thì cái lượng bùn thải từ là có thể là từ trong mùa mưa từ cái nước mưa chảy vào hệ thống thoát nước, rồi bùn thải từ nước thải ở đây thì cho trong nước xám nó lắng đọng trong cái cống thoát nước chung, rồi cùng là bể tử hoại, bể phốt với cái vận hành của chúng ta là 10 năm mới hút một lần hoặc là thậm chí không hút, thì một phần lớn của bùn thải này từ các cái bể tử hoại là nó tràn ra cái hệ thống thoát nước. Mà cái này thì từ sáng đến giờ chúng ta cũng chưa đặt vấn đề, chúng ta chưa nói nhiều đến vấn đề này. Thì như thế thì một ngày tính chung là khoảng từ theo cái nghiên cứu nó phụ thuộc vào đặc điểm của hệ thống thoát nước, phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu, phụ thuộc vào là cái tình trạng phát triển đô thị mà nó dao động từ 0,4 đến 1 lít cho một người trong một ngày với cái độ ẩm từ 85-92%. Các nghiên cứu trong cái ba thành phố của chúng tôi trong thời gian vừa qua là ở thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, và cũng kết hợp với lại một các đồng nghiệp của chúng tôi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong thực hiện cái đề tài, và nó cũng là tham gia trong đề tài của chúng tôi, thì thấy rằng cái thành phần cơ giới của cái bùn của mạng lưới thoát nước thì nó cũng rất dao động, phụ thuộc vào từng cái loại công trình mạng lưới thoát nước, công trình thoát nước như là bùn cống, bùn mương, bùn ao hồ, cái thành phần cấp hạt nó cũng là thay đổi. Rồi cái đặc điểm cái thành phần hữu cơ rồi nó cũng rất thành phần hữu cơ, thành phần các chất dinh dưỡng nitơ hoặc là phốt pho tổng số nó cũng thay đổi. Thì đối với là cái bùn cống ấy thì cái thành phần hữu cơ tức là các chất VSS thì nó là rất thấp, nó từ 25-40%. Và các cái số liệu như là sáng nay là anh Minh phó giám đốc công ty thoát nước Hà Nội thì cũng đã trình bày cái chuyện đấy, tức là cái nói chung là cái độ tro của bùn ấy thì nó nằm từ 60-70-75% cái độ tro của bùn ấy. Như vậy rồi bùn mương, bùn ao hồ thì trong cái mạng lưới thoát nước thì thấy rõ ràng là cái thành phần hữu cơ nó cũng thay đổi từ cái vị trí của cái các công trình mạng lưới, từ mà cống thì thành phần hữu cơ nó thấp, tăng dần lên mương và đến là ao hồ. Ở đây thì cũng có một cái điểm mà chúng tôi cũng muốn nói thêm, tức là cái tần suất nạo vét bùn của trên cái mạng lưới thoát nước này nó thay đổi. Đối với lại thông thường đối với cống thoát nước, các cống thoát nước thì tần suất có thể là nạo vét là 1-2 lần trong một năm, phụ thuộc vào từng cái điều kiện của đô thị, từng cái công ty, các cái phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả cái điều kiện tự nhiên lẫn là cái điều kiện kinh tế, điều kiện tài chính mà của địa phương cấp cho các cái doanh nghiệp thoát nước để mà người ta nạo vét 1-2 lần trong năm. Còn đối với bùn mương thì thông thường là từ 1-2 năm một lần, còn bùn ao hồ thì có khi cải tạo rồi người ta mới là nạo vét. Đấy là cái thực tế là như vậy. Rồi các cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi và cũng như thu thập các thông tin, các số liệu của từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số nơi khác thì thấy rằng đối với là cái bùn của trong các bùn cặn của cái mạng lưới thoát nước ấy thì thành đối với lại là tổng nitơ, tổng phốt pho và kim loại nặng tính theo là mg/kg ấy, tính theo phần
tính theo phần triệu đấy, thì nói chung là một số các chỉ tiêu như chúng tôi có được trong các kết quả phân tích thì nó vẫn nằm dưới cái ngưỡng cho phép của QCVN03/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đối với lại là ngưỡng chất đối với các đất công nghiệp, đất xây đất công nghiệp, nó nằm trong cái phạm vi là nó là thấp hơn cái quy định này. Rồi chúng tôi cũng cứ so sánh cái thành phần của cách là bùn thải công thoát nước so với là một số các thông tin, các số liệu, ví dụ như là đối với hệ thống cống riêng trong cái tài liệu của Kobanoklus năm 2004 đối với hệ thống cống thoát nước riêng, rồi đối với của Nga, của Kurganov năm 1990 và cái nghiên cứu của chúng tôi năm 1987 thì thấy rằng tức là đối với lại là cái thành phần, đặc biệt cái thành phần hữu cơ, cái thành phần hữu cơ ấy, là đối với cống riêng của ở Mỹ, rồi đối với của Nga đấy. Nhưng đối với Việt Nam thì nó rất thấp, tức là thành phần độ tro của nó ấy, là khoảng 70-80%, hay nói cách khác là cái thành phần hữu cơ của nó rất thấp. Thì như vậy thì cái đặc điểm của chung của cái bùn thải, cái mảng lưới thoát nước ấy, thì thấy rằng ấy, tức là một số các cái đặc điểm như là chúng tôi đã trình bày nêu ở đây, tức là thứ nhất là số lượng là tương đối lớn, là trên 60% cái tổng lượng bùn thải đô thị hiện nay là bùn của mảng lưới thoát nước. Thứ hai là thành phần cơ giới không đồng nhất, độ ẩm lớn, độ ẩm nó vẫn là phụ thuộc vào là vị trí thu gom, phụ thuộc vào đặc điểm và cấu tạo của cái cống thoát nước, mà nó phải thay đổi là khoảng từ là 85 cho đến khoảng 90-92% độ ẩm lớn. Với như tỷ lệ vô thành phần là cái độ tro hay là cái hàm lượng cái chất vô cơ là tương đối cao, hàm lượng dinh dưỡng thì lớn và nồng độ kim loại nặng thì nó dưới ngưỡng nguy hại. Theo phần lớn cái số liệu của chúng tôi thu thập được ấy, thì nó nằm theo là nó đáp ứng được là quy định của QCVN50/2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy chuẩn quỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại của cái bùn của các cái quá trình xử lý nước. Và đặc điểm đấy là cái số lượng và thành phần của bùn này là thay đổi theo sự phát triển của đô thị. Đấy, rồi cái loại mạng lưới thoát nước, vị trí của tuyến cống, tuyến lấy ở các cái tuyến cống cấp 3, tuyến cống cấp 2, tuyến cống cấp 1, mương, hồ thì nó là sẽ thay đổi và phụ thuộc vào vị trí nạo vét bùn, phụ thuộc vào cái tần suất nạo vét. Rồi đặc điểm của cái bùn này ấy, thì là nạo vét và vận chuyển rất khó khăn, khi mà với cái độ ẩm là 85-90% ấy, thì cái lượng nước trong đấy rất lớn, cho nên vận chuyển rất khó khăn, và đồng thời nó cũng có thể là trong những cái đơn vị, các doanh nghiệp thoát nước không có cái phương tiện trang thiết bị thì nó rất dễ gây ô nhiễm môi trường trong cái quá trình vận chuyển. Thế thì như vậy thì cái mục đích xử lý bùn thải của mạng lưới thoát nước ở hệ thống thoát nước là gì? Tức là ở đây thì trong cái nghiên cứu của chúng tôi đưa ra các cái quan điểm, các cái tư duy theo cách thứ nhất thực là vậy, làm đặc bùn cái tại cái điểm nạo vét để mục đích là giảm khối lượng vận chuyển cũng như là lượng đất bùn cần xử lý tại bãi đổ. Thứ hai là phải ổn định bùn thải, khử các chất hữu cơ dễ gây thối rữa, rồi làm khô bùn thải để dễ vận chuyển và dễ sử dụng, và khử độc bùn thải trong cái trường hợp là nếu trong cái bùn thải đấy có cái thành phần các chất độc hại cao, hoặc thu hồi các chất quý trong cảnh sơ cấp của nước thải sản xuất, ở đây chủ yếu nước thải sản xuất khi đổ ra. Rồi cái xử lý nước bùn đảm bảo các quy định của quy chuẩn môi trường trước khi xả thải, ở đây cụ thể là theo QCVN25/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thế thì trên cơ sở như vậy thì cái căn cứ để lựa chọn cái công nghệ xử lý bùn thải, mà ở đây thì trong cái định hướng chung thì theo cái nghị định 80/2014 cũng đã nêu rõ, tức là cái để lựa chọn công nghệ thì công nghệ là thể cái phương thức xử lý là như thế nào, là xử lý bùn thải là xử lý tập trung hay là phân tán hay kết hợp với lại là các loại là bùn thải khác, các hai cái nhóm bùn thải như là chúng tôi đã giới thiệu. Rồi phải là cơ dựa vào là khối lượng bùn phát sinh nó là như ra sao, đặc tính của bùn, sự ổn định công nghệ, rồi các yêu cầu về vấn đề môi trường, hiệu quả kinh tế, các yêu cầu về vận hành bảo dưỡng các cái công trình và thiết bị xử lý bùn. Rồi cũng là trong nghị định 80 cũng nêu rõ là khuyến khích cái công nghệ tái sử dụng bùn thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng và cố gắng thu hồi cái nhiệt năng trong đấy. Và bên cạnh là các cái định hướng, những cái nguyên tắc chung nêu trong cái nghị định 80, thì hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như là Bộ Xây dựng cũng đã ban hành một số các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến vấn đề là quản lý bùn thải, và trong đấy là có bùn thải mạng lưới thoát nước. Thì như là một số các quy chuẩn môi trường liên quan thì cũng có thể làm cơ sở để so sánh, để có thể là tìm cách để mà sử dụng, tái sử dụng bùn thải như thế nào. Ví dụ như cái tiêu chuẩn 03
2018 Bộ Tài nguyên Môi trường rồi quy chuẩn là 07 về liên quan đến về cái ngưỡng chất thải nguy hại, rồi quy chuẩn 50 là liên quan đến chất lượng ngưỡng nguy hại của các bùn thải từ quá trình xử lý nước. Thì ở đây chúng tôi cũng lưu ý thêm, trước đây theo cái thông tư số 12 trước đây của Bộ Tài nguyên Môi trường thì người ta coi như là các loại bùn thải có quá trình xử lý nước là chất thải nguy hại, là chất thải nguy hại và quản lý theo chất thải nguy hại. Nhưng tuy nhiên trong quá trình thực tế và ở đây thì có bên chỗ Đà Lạt ấy, chỗ anh Khải ấy, anh ấy cũng là đến bây giờ cái bùn thải của các anh ấy mà đã sản xuất được phân bón, đấy là một cuộc đấu tranh rất dài. Các anh cũng có gửi tài liệu ra cho chúng tôi, cũng xin ý kiến của chúng tôi, rồi các anh ấy cũng là phải làm cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh để mà chứng minh, minh chứng rằng là cái thành phần các cái chất độc hại các ở trong cái bùn thải của cái mảng nước thoát nước, trong bùn thải của nhà máy xử lý nước thải đấy thì nó là không phải là vượt cái ngưỡng nguy hại để sau đấy là làm phân bón. Đấy. Vì thế cho nên là đến năm 2013 Bộ Tài nguyên Môi trường cái ban hành cái QCVN 50/2013 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Thì cũng đấy là cái cơ sở để sau này để mà có một cái phương án, có các cái cách mà cái hình thức xử lý cái bùn thải hệ thống thoát nước và đặc biệt là đối với bùn thải của cái mảng lưới thoát nước đô thị. Thì cái cơ sở là chọn phương thức quản lý bùn thải thì ở đây thì chúng tôi thiết nghĩ rằng ấy là thứ nhất là để mà chọn cái phương thức quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị như thế nào cho hợp lý thì thứ nhất là phải là cái số lượng bùn thải. Thì số lượng bùn thải thì như chúng tôi trình bày lúc ban đầu nó phụ thuộc vào là cái đặc điểm của từng đô thị, phụ thuộc vào đặc điểm của hệ thống thoát nước, đặc điểm và cái tần suất của số lần nạo vét vân vân đấy. Thứ hai là cái loại bùn thải và thành phần tính chất của chúng, rồi cái vị trí và diện tích cái khu xử lý bùn thải cho phép như thế nào để mà lựa chọn. Khi mà cái điều kiện của đô thị không cho phép là chôn lấp, không cho phép thì phải tìm một cái hình thức xử lý như thế nào, rồi khả năng sử dụng lại cái bùn thải và vấn đề là cái điều kiện tài chính thì như thế nào. Thì cái này cũng liên quan đến là các cái trong nghị định 80 cũng đưa ra là liên quan đến cái vấn đề là xử lý giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì phải trong đấy phải có cái tính đến là cái xử lý cái bùn thải này như thế nào. Thì đối với công nghệ và đánh giá cái công nghệ xử lý bùn thải và hệ thống thoát nước đô thị thì thứ nhất là phải tất nhiên là phải là cái hiệu quả xử lý bùn thải thì nó là như thế nào để đạt được cái bùn thải từ là cái bùn thải là nó dễ gây thối rữa, cái độ ẩm cao, khó sử dụng và có những là có trứng run sán, có vi khuẩn gây bệnh, có E. coli và vân vân. Đấy thì bây giờ được chuyển thành là các loại là chất thành có thể là chuyển thành nguyên liệu có thể sử dụng làm phân bón. Đấy, thì cái hiệu quả về tính là cái hiệu quả xử lý như thế nào. Rồi vấn đề cái xử lý bùn thải đấy thì nó là vấn đề liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường, bởi vì tại cái khu vực xử lý bùn thải thôi liên quan đến vấn đề là ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước ngầm trong khu vực đấy, về vấn đề mùi vân vân, vấn đề không khí, về các chỉ tiêu kinh tế cần thiết phải là đây là các tiêu chí kinh tế, thì kể cả chi phí về kinh phí về đầu tư, xuất vốn đầu tư tính cho một mét khối hoặc là tính cho một mét khối bùn xử lý trong một ngày, hoặc là các cái chi phí vận hành bảo dưỡng, rồi diện tích đất xây dựng và cái tính bền vững của công nghệ. Với cái công nghệ xử lý bùn thải thì như thế, thì đối với bùn thải hệ thống thoát nước thì hai cái vấn đề chính là chủ trung chính là vấn đề là mất nước trong cái quá trình để chuẩn bị cho cái quá trình xử lý. Quá trình xử lý đây chủ yếu là quá trình phân hủy các chất hữu cơ dễ gây thối rữa, rồi hoặc là khử các cái chất độc hại nếu trong trường hợp là đối với lại một số bùn thải của một số cái mảng lưới thoát nước, khi mà cái đối tượng xả nước thải vào đấy là các nhà máy, các cơ sở sản xuất thì cũng có thể là nó vượt cái ngưỡng độc hại, thì là vấn đề là cái khử độc nó như thế nào. Thì ở trên cái slide này thì chúng tôi trình bày một cái sơ đồ tổng quát của cái quá trình xử lý bùn thải của mảng lưới thoát nước. Thì nguyên tắc thì tất nhiên tùy từng cái loại bùn thải khác nhau mà theo cái sơ đồ khối này thôi, đi theo các cái con đường khác nhau. Này. Thì như thế thì như tôi đã giới thiệu thì cái các bước về xử lý bùn thải của mảng lưới thoát nước đô thị ấy, thì gồm có hai cái khâu chính, tức là khâu tách nước làm mặt nước và khâu thứ hai làm khô ổn định bùn. Và chủ yếu hiện nay đối với là ở đây thì trong khuyến cáo của chúng tôi trong nghiên cứu ban đầu thì chúng tôi khuyến cáo tức là làm khô và ổn định bùn cặn trên bãi ụ như là theo nguyên tắc mình sáng nay và cái mô hình của cái công ty thoát nước Hải Phòng triển khai cái xử lý bùn thải tại cái bãi thì bùn thải Tràng Cát. Ngoài ra đấy, thì
trong đấy thì có cái cách làm khô bùn. Đấy, thì nguyên tắc chung thì như vậy, cái làm khô bùn thì ở đây là cái, đây là những cái vấn đề mà cũng là được trao đổi ở bên trong cái nghiên cứu về khi xây dựng cái quy hoạch thoát nước Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 của Vivoise người ta trình bày, thì cũng đã đưa vào trong cái quy hoạch thoát nước Hà Nội thì cũng có cái hướng mà làm khô bùn thải, thì cũng so sánh các biện pháp làm khô bằng cái năng lượng mặt trời, làm khô cơ học, kết hợp năng lượng mặt trời với cơ học hoặc là carbon hóa bùn thải. Thì một số cái nội dung này thì chắc là có sau này có cái nghiên cứu của tiến sĩ Nghiêm Vân Khanh thì chắc là cũng sẽ báo cáo là cái tiếp theo là một trong cái hướng công nghệ như vậy. Đấy. Như vậy thì ở đây thì bùn thải của mạng lưới thoát nước thì có thể là sử dụng để sau này làm phân bón hay không? Thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã giao cho có một cái nhiệm vụ khoa học công nghệ mà giao cho Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp nghiên cứu, thì trong đấy thì họ cũng đã đề xuất tức là tất nhiên cũng dựa theo là các cái quy chuẩn, các tiêu chuẩn về vấn đề là sử dụng cái bùn thải để làm phân bón như thế nào. Thì cái tổng đề xuất thì ở đây thì chung ở trong cái nghiên cứu này của chúng tôi thì chúng tôi cũng là kiến nghị, tức là cũng là theo các cái dự thảo của cái quy chế về cái sử dụng bùn thải để mà là mục đích để làm phân bón thì các cái hàm lượng các chất ô nhiễm đấy, nó phải nằm ở dưới cái ngưỡng xử lý, đồng thời là nó là chi phí thấp đấy. Và thì bao gồm các cái quá trình là bùn hệ thống thoát nước đưa về, nguyên tắc ủ bùn ủ và sau đấy bùn khô đưa đi phân loại và sử dụng, còn cái nước bùn phải được xử lý và thử xử lý theo các cái công trình xử lý trong cái điều kiện tự nhiên rồi, hoặc là có thể là bùn thải cống thoát nước tùy từng loại bùn thải. Ở đây như là tôi đã giới thiệu thì tức là từng cái vị trí lấy nào vét bùn khác nhau, một cái thành phần tính chất của bùn thải khác nhau tùy từng đó mà có thể là xử lý kết hợp cùng với lại là các bùn thải nhóm một. Thì ở đây là một cái nghiên cứu, ở đây chúng tôi cái nghiên cứu ở đây cách đây là chúng tôi cứ đưa lại cái nghiên cứu cách đây là từ năm 1997 của là Cetia và Vifotech. Thì ở đây thì là có giáo sư Trần Hữu Nhuệ lúc đấy là chủ trì đề tài và cũng gọi là phó giáo sư Nguyễn Việt Anh lúc đấy cũng là thư ký đề tài và chúng tôi cũng có tham gia đấy. Thì người ta cũng nghiên cứu rất là sử dụng cái bùn mương thoát nước của mạng lưới thoát nước, ở đây là bùn của cái mương Thủy Khuê đấy, Hà Nội đấy. Rồi sau đấy trộn với lại là sau đấy thì là sử dụng trộn thêm các cái chế phẩm đấy, các bột phosphorit hoặc là than bùn, sau cấy một cấp men vi sinh và tạo lên là cái sản phẩm là phân là bùn bùn thì và đây là cái thành phần của cái bùn tươi của bùn mương Thủy Khuê này, sau cái bùn sau đã xử lý và so sánh cái thành phần của phân hữu cơ sinh học đấy, so sánh với thành phần thì nói chung là thì các cái phần lớn cơ bản là các cái chỉ tiêu về dinh dưỡng thì nó cũng là đã gần như là đảm bảo với cái yêu cầu của phân hữu cơ sinh học rồi. Trong cái trường hợp là bùn thải mà cái chứa các chất kim loại nặng ấy, đấy, kim loại nặng thì đây là một cái nghiên cứu mà chúng tôi cũng là một cái nghiên cứu của một cái nhóm nghiên cứu sinh của trường đại học Dresden khi mà triển khai mà nghiên cứu mà khi mà cái tách kim loại nặng mà trong cái quá trình nghiên cứu một cái nạo vét của bùn của cái hồ Bảy Mẫu đấy, thì người ta cũng triển khai nghiên cứu và sau đấy thì trên cơ sở đấy chúng tôi cũng có cái quá trình tìm hiểu và cũng thấy cũng là đề xuất lên một cái hướng nghiên cứu, tức là cái quá trình là xử lý các bùn chứa kim loại nặng và theo nguyên tắc là cái bài lọc trồng cây, và ở đây thì thực hiện cái quá trình khử xuất phát để chuyển từ là các kim loại nặng có trong bùn thải nó chuyển thành nước, sau đấy là đưa đi xử lý nước. Thì một số cái phương pháp về ổn định bùn thải trên bãi thì ở đây thì chúng tôi trong cái báo cáo của chúng tôi cũng đã trình bày thì như vậy chúng tôi cũng là rất cảm ơn các quý vị đại biểu, các anh em anh chị em đồng nghiệp cũng đã theo dõi cái bài báo cáo của chúng tôi. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ.
Và xin phép hội thảo cho cái báo cáo viên cuối cùng được trình bày, và nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ trao đổi. Xin kính mời chỗ tiến sĩ Nghiêm Văn Hoành đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xin trình bày cái phần tiếp theo của cái báo cáo. Đó là vấn đề một trong những cái giải pháp trong cái quá trình xử lý phân bùn theo công nghệ sấy bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn và xin kính chào tất cả các anh các chị có cái mặt trong cái buổi dự hội nghị quốc tế hôm nay, là cái người cuối cùng trong cái buổi báo cáo hôm nay với một cái nội dung cũng nghiên cứu cũng khá là chuyên sâu. Chính vì vậy thì cũng xin phép được trình bày với những cái nội dung chính nhất của cái nghiên cứu. Với cái tên nghiên cứu thì ở đây thì như lúc nãy các anh chị em đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hạ ở bên Trường Đại học Xây dựng có nói một chút, là đây là một cái công nghệ mà cũng đang được rất nhiều những nhà khoa học nghiên cứu tìm kiếm để có được những cái giải pháp phù hợp trong điều kiện Việt Nam. Và trong cái nghiên cứu ở đây thì cũng xin được giới thiệu một cái nghiên cứu về cái phương pháp xử lý bùn cặn bằng cái năng lượng mặt trời trong nhà kính. Thế thì các anh chị cũng có thể xem trong cái phần này thì đây không phải là một cái công nghệ mới, mà cái công nghệ ở đây thì nó có tính phù hợp với cái điều kiện Việt Nam như thế nào. Bởi vì thực tế thì cái công nghệ này đã được triển khai, phát triển ở khá là nhiều nước và cũng bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ 21. Thế thì ở điều kiện Việt Nam thì cái tính phù hợp hiện trước đây thì các cái phương pháp xử lý bùn cặn chủ yếu là các cái phương pháp trong điều kiện tự nhiên. Thế thì với những cái lý do đó thì chúng tôi thấy rằng là khi mà trong điều kiện tự nhiên thì các cái quá trình xử lý bùn cặn thì gặp phải rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là ở một cái nước nhiệt đới như ở Việt Nam mình, thì khi mà cái điều kiện mưa, đặc biệt là những cái vùng miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ thì cái lượng mưa rất là lớn, và như vậy thì cái hiệu quả của quá trình xử lý nó sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng và đôi khi kéo dài, không đạt được như mong muốn. Thế thì chúng tôi đưa ra cái lý do để có thể làm khô bùn trong cái điều kiện mà có kiểm soát cái vấn đề về thông gió để có thể tạo được cái hiệu quả, cái thời gian như mong muốn. Tiếp theo là chúng tôi cũng thấy rằng là cái quá trình sấy bùn, làm khô bùn về nguyên lý thì nó đều dựa trên cái sự bay hơi nước, mà cái quá trình bay hơi nước ở đây thì được chịu ảnh hưởng rất nhiều của cái việc thay đổi từ cái chế độ khí sang chế độ lỏng, sang chế độ hơi đấy ạ. Vâng, thì chúng tôi lựa chọn cái nguồn năng lượng để mà chuyển đổi cái phân tử nước từ dạng lỏng sang dạng khí ở đây thì là chúng tôi sử dụng cái năng lượng mặt trời tự nhiên sẵn có trong các cái điều kiện của Việt Nam. Thực tế thì với cái nguồn năng lượng này thì khi chúng tôi nghiên cứu động học của quá trình xử lý thì chúng tôi thấy rằng là không chỉ là ở trong cái điều kiện ban ngày mà ngay cả trong điều kiện ban đêm thì cái quá trình nó cũng được xảy ra tương tự, nhưng nó ở cái cường độ thấp hơn một chút. Và cái nguyên lý của quá trình thì khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi có đưa xem xét trên cái cơ sở các cái chế độ khuếch tán đối lưu của các cái dòng không khí đi vào và đi ra khỏi nhà kính thông qua cái sự chênh lệch về cái áp suất bề mặt của cái khối bùn ủ so với cả cái áp suất không khí ở bên ngoài. Và cái quá trình đó thì nó được thực hiện qua các cái phần tính toán trao đổi nhiệt giữa các cái bức xạ qua tường của kết cấu của nhà kính và qua kết cấu mái của nhà kính. Thì các cái phương trình động học thì chúng tôi cũng có trên cơ sở những cái nghiên cứu các cái lý thuyết động học và đưa ra cái phương trình trao đổi nhiệt. Về thông gió thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất của cái quá trình mà để tạo được cái hiệu quả sấy bùn trong cái nhà kính đạt được cái hiệu quả, thì cái vấn đề về cái thông gió ở trong kiểm soát về thông gió trong cái nhà kính là một cái yếu tố hết sức quan trọng. Thế thì dựa trên các cái tư duy mà trước đây thì khi các cái nghiên cứu của các nước đã ứng dụng các cái công nghệ này ở trong các cái nước trên thế giới thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà tạo ra được một cái thông gió trong một cái nhà kính thì nó có hai cái loại thông gió, là thông gió cưỡng bức và thông gió tự nhiên. Tuy nhiên thì vì ở đây là mình hướng tới cái phương pháp xử lý ở đây là cái phương pháp mà mình tiết kiệm
năng lượng nhất có thể. Cho nên ở trong cái bài này thì chúng tôi cũng giới thiệu về cái phương pháp, ở đây là phương pháp ventilation, tức là thông gió tự nhiên. Thì ở trong cái phương trình mà trao đổi nhiệt, khi mà tôi tính cái thông, chúng tôi đưa ra cái phương trình để thực hiện cái quá trình thông gió trong cái nhà kính, thì chúng tôi có đưa ra ba cái biện pháp, ba cái bộ phận để thực hiện thông gió trong cái nhà kính. Cái thứ nhất đó là thông gió dựa trên cái bộ phận đầu tiên, đó là cái mái nhà, tức là cái kết cấu thông gió bằng một cái mái nhà mà khi mà cái cửa trên mái, khi nào mà cái không khí ở bên trong, khi cái hơi nước, cái lượng hơi nước ở trong bốc lên trong quá trình mà sấy bùn nó lớn, thì cái chênh lệch áp suất giữa bên trong của khối bùn nó sẽ không tạo tiếp tục được cái quá trình bốc hơi nước ra khỏi khối ủ nữa. Thì trong trường hợp này thì mình mở cái cửa mái, khi tôi mở cái cửa mái này ra thì cái không khí sạch, tức là cái không khí bên ngoài nó sẽ được ùa vào và nó sẽ làm mới lại cái môi trường của bên trong nhà kính. Cái thứ hai là cũng là cái thông gió tự nhiên, nhưng mà cái quá trình thông gió có thể được thực hiện bằng các cái cửa ở trên các cái vách của các cái tường này, thì lát nữa thì sẽ chỉ rõ hơn. Cái trường hợp thứ ba thì trong cái trường hợp này thì cũng là cái thông gió nhưng có kết hợp với cả các cái quạt hướng trục và có đặt ở trên các cái đơn nguyên của các cái block trong các cái khối nhà kính. Đấy là cái phần mà để tạo được cái sự cân bằng áp suất khí ở bên trong nhà kính và tạo được cho cái hiệu quả của cái quá trình xử lý bằng nhiệt nhà kính được tạo ra một cách liên tục và đồng bộ. Thế thì ngoài cái vấn đề về tạo được cái sự cân bằng này, thì các cái vấn đề về tốc độ, giữa cái tốc độ bay hơi nước với cái tốc độ mà để tránh cái lớp nước ở trên bề mặt của cái đống ủ nó tạo thành một cái sự ngăn cách và không cho cái lớp nước ở phía trong của khối ủ nó được thoát ra phía bên ngoài, thì người ta thực hiện cái vấn đề là thực hiện đảo trộn để vừa là tạo sự đồng nhất nhưng mà đồng thời là để cho các cái phần tử nước ở bên trong khối bùn nó có thể dễ dàng là thoát ra. Và trên thực tế thì cũng có rất nhiều các cái biện pháp để đảo trộn, có thể là đảo trộn bằng các cái phương pháp như là sử dụng các cái thiết bị trộn cơ học, nhưng trong một số hiện nay thì chúng tôi cũng chưa có cái nghiên cứu sâu về cái biện pháp để đảo trộn để tạo cái sự đồng nhất trong khối ủ, nhưng cũng có tham khảo với cả một số các công nghệ của một số nước mà đã từng ứng dụng cái phần xử lý bùn bằng cái khí nhà kính em chọn bằng trong nhà kính này, thì cũng có rằng là có những trường hợp là họ chỉ thủ công trong một cái thời gian nhất định, có cái tần suất là họ dùng cuốc hồ xèo vân vân để họ đảo trộn, nhưng cũng có thể là đảo trộn bằng các cái cơ khí. Đây là cái phần mà lúc nãy chúng tôi có giới thiệu về cái phần các cái cửa mà chúng ta kiểm soát không khí của bên trong của ba cái bộ phận chính, đó là quạt hướng trục, cửa lấy gió ở trên các cái tường vách ngăn của nhà kính và cửa mà để tạo các cái luồng không khí ở trên mái, để làm sao cho tạo được cái điều kiện tối ưu nhất trong một cái quá trình sấy diễn ra với cái thời gian ngắn và cái hiệu quả đạt yêu cầu. Thế thì các cái phần về các cái phương trình mà để mô tả cái tốc độ sấy bùn tối đa thì cũng được thể hiện trên cái phương trình vi phân mà trong cái nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm cũng chỉ ra, và trong cái việc tính toán trong cái phạm vi này thì chúng tôi cũng không nhắc lại nữa. Thì đây là cái kết cấu cái cửa mái mà được thực hiện trong một cái trường hợp khi nào mà cái giá trị độ ẩm tuyệt đối ở bên trong mà vượt ngưỡng 1,5 gram nước trên 1 kg khối không khí, thì lúc đó thì cái cửa mái này có thể là sẽ được mở ra để tạo được cái sự trao đổi làm mới cái không khí bên trong nhà kính. Đây là cái thiết bị mà được thực hiện đảo trộn bằng cơ học. Thế thì trong các cái công nghệ mà xử lý bùn và các cái công nghệ, các cái phần ủ phối trộn giữa bùn với cả các chất thải, thì cái việc mà đảo trộn bằng cơ giới với các cái thiết bị cơ học, đã gọi là cái thiết bị đảo lật cho bùn ra phía đằng sau, gọi là đảo chiều. Và cái thiết bị đảo bùn loại đảo chiều thì cũng được sử dụng, vừa có tác dụng làm tơi cái khối bùn nhưng mà đồng thời là cũng để tăng cái hiệu quả để
cái quá trình sấy bùn được nhanh và tốt hơn. Thế thì đây là toàn bộ cái phần giới thiệu về cái quy mô công nghệ của cái phương pháp xử lý bùn mà có tính đến những cái điều kiện về áp suất, về cái điều kiện thông gió và có tính đến cái hiệu quả để xử lý bùn trong nhà kính bằng năng lượng mặt trời. Thế thì trên cơ sở mà để đánh giá, để có thể trong thời gian tới các nhà khoa học sẽ tiếp tục có những cái nghiên cứu sâu hơn ở những cái giai đoạn tiếp theo để có thể ứng dụng trong điều kiện Việt Nam với các cái chi phí xử lý bằng cái nguồn năng lượng tái tạo mà lại có cái chi phí thấp nhất. Thì còn có một số các cái vấn đề mà những cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình còn cần phải tiếp tục nghiên cứu. Trong đó về có hai cái nhóm mà chúng tôi kiến nghị. Thứ nhất đó là về ảnh hưởng của năng lượng của cái năng lượng mặt trời lên trên với các cái bề mặt khác nhau, ví dụ như các góc của tùy theo từng cái vùng khác nhau thì các cái tia bức xạ khi mà cái cường độ bức xạ nó chiếu đến cái lượng nhà kính là nhiều nhất có thể, thì với cái vật liệu nhà kính nên dùng cái vật liệu kính như thế nào để tạo được cái sự bức xạ mặt trời, cái lượng bức xạ mặt trời vào nhà kính là nhiều nhất, vân vân. Thế còn các cái điều kiện về vận hành, ví dụ như là các cái thời gian mà cái đặc biệt là trong đó thì có một cái điều kiện đó là cái mục đích để tôi có thể tái sử dụng lại cái nguồn bùn cặn đấy, thì sau khi mà bùn cặn được sấy trong cái nhà kính thì sẽ đem đi sử dụng để làm gì, thì tùy theo cái yêu cầu đó mà chúng ta sẽ có thể có những cái nghiên cứu cụ thể trong những cái trường hợp, những cái case study cho những cái trường hợp từng địa phương cụ thể. Vì chính vì những cái lý do mà như vậy thì chúng tôi cũng có một cái kiến nghị chung với cả phía các cái cơ quan quản lý bùn thải các cái đô thị hiện nay ở Việt Nam. Thì trong cái xu hướng sắp tới thì với cái xu hướng về tiết giảm về chi phí và làm sao cho cái hiệu quả xử lý đạt được như mong muốn, tiết kiệm và ít chịu ảnh hưởng của các cái thông tin về thời tiết ở bên ngoài, cái độ bền vững của một cái công trình được kéo dài, thì chúng tôi mong rằng là với cái công nghệ xử lý bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính sẽ có thể được ứng dụng trong cái thời gian sắp tới ở trong điều kiện Việt Nam. Và cũng giờ đây thì cũng đã hết thời gian rồi, chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có thể nhận được các ý kiến trao đổi phản hồi thông qua địa chỉ email hoặc là sau cái buổi mà giải lao ở ngoài hội trường ạ. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức và các anh chị đã lắng nghe ạ. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Văn Khanh đã có buổi trình bày rất là ngắn gọn. Xin phép được thay mặt ban điều hành của buổi điều phối cái chiều hôm nay của hội thảo, xin trân trọng cảm ơn các diễn giả đã cho chúng tôi một cái bức tranh về vấn đề xử lý bùn thải đối với Việt Nam, và xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Sau đây xin mời phiên thứ tư, xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hiển Anh, xin mời ông Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, cục trưởng của hạ tầng lên điều về phiên thứ tư. Vâng, xin kính mời hai ông ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, chúng ta hơi bị lệch so với lại chương trình, và vì ngay sau đây thì còn có một cái phiên bế mạc, và để có một cái phiên bế mạc toàn thể cho 750 người thì cái phòng này sẽ phải sắp xếp lại, nên chúng ta sẽ phải có thời gian. Vì thế cho nên cái tiểu ban này chúng tôi xin phép là làm việc rất nhanh, rất hiệu quả, nhưng cái tiểu ban này lại vô cùng quan trọng, bởi vì tiểu ban này chúng ta sẽ nghe ý kiến của ba trưởng các tiểu ban trong suốt 3 ngày vừa rồi. Họ sẽ truyền tải lại cho các bạn Việt Nam những cái thông tin cô đọng nhất, mà chúng ta gọi là những lời khuyên dành cho Việt Nam. Đấy. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chương trình ngay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe bà Isabel Blackett, là chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực chợ Đông Nam Á, Thái Bình Dương, và dành thời gian rất nhiều trong vừa rồi nghiên cứu về quản lý phân bùn. Sẽ truyền tải cho chúng ta một số thông tin, những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam liên quan đến vấn đề về thể chế. Xin mời Isabel Blackett. Good afternoon, everybody. I was sort of leading the stream one, and it was called Fecal Sludge Management at City Scale, and Improving the Enabling Environment. And we looked particularly at policy, institutions, and finance. And I'm just going to pick out a few of the key messages that came through. The first one that came out loud and clear through the whole of the day was that good advocacy is required, and it's really necessary to get the local and the national decision makers on board and supporting new fecal sludge management initiatives. But that advocacy must be based on good, solid evidence. But when we do it, we must be ready to move forward to action. To get your politicians and to get the
city decision makers on board but have nothing to offer them, it's not going to work. We found that social media and very well-packaged, clever fecal sludge management advocacy materials can have a huge outreach appeal and can be really effective. And we had some good examples of that. And they can be really helpful to the utilities, for example, if they want to introduce regular desludging. The second point is that the invisibility of fecal sludge management at the policy level is very much related to a lack of reliable data about the actual situation. And therefore, getting good data and evidence has been shown to quite rapidly help getting moving the policy agenda forward. So if you can actually show the scale of the problem and back that up with evidence, it helps decision makers. And that also, we had good evidence that generating that research and evidence, it doesn't require a lot of money and it doesn't need to take a long time. A lot of people were talking about 2-3 months to get the work done. The third point is we need to pay far more attention to the non-technical aspects of fecal sludge management, and especially looking at political economy factors locally, nationally, the perceptions, the behavior, and views of the users, and the socio-cultural barriers. Someone said something like, what do the customers actually want? And we need to find that out so that they are more likely to accept the service and pay for it. And if that service suits them, they'll pay for it. Now, planning for the services at the local level should not be a top-down process, but it needs to involve stakeholders. And they should be involved through the whole project cycle, from the planning, the design, the implementation, and then reviewing if the service is actually meeting their needs. The next comment is, when we actually launch into a fecal sludge intervention, we need to be very clear on what the components are that are needed. Fecal sludge management is not about sludge treatment, just sludge treatment plants and tankers. It's about a whole lot of other interventions. And we've got to be looking at the relationship between the technology and the users. Is it appropriate? The regulatory requirements, the enforcement of that regulation, the communication with the stakeholders, the incentives for people to comply, and the role of the private sector. And that's just a few of them. There's quite a few more. And I think the only final point I'd like to mention is there's in this conference, a lot of very interesting tools and helpful guidance and manuals we talked about. Some of them need to be completed. We haven't got them completed yet, but also they need to be well disseminated, but they need to be adapted for your local situation. You can't take something for Vietnam that was developed in Ecuador or South Africa and expect to apply it, but these can be really helpful if you adapt them. Whatever we use has to respond to the local needs or the local requirements. I think those are the main points. Xin cảm ơn những công sức rất là quý báu của chuyên gia Ngân hàng Thế giới. Tiếp theo đây chúng ta sẽ nghe ý kiến của một chuyên gia Thụy Sĩ cũng đã nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý phân bùn và tập trung vào lĩnh vực về các giải pháp kỹ thuật. Xin mời cô Mandy Masan. Thank you for the kind introduction and giving me some more years than I have. I think our point about technological aspects is quite similar to what Isabel has been discussed. We actually have lots of solutions available, also in the field of technology. And I think I don't have to say that after the presentation we just had right now. We have solutions for containment in toilet, transport, collection, treatment, but also resource recovery. We have different solutions, including on-site to centralized technologies, solutions having various costs for both implementation and operation, and ranging from simple to high-tech technologies. There are also lots of tools on how to design, how to select the technologies, how to assess these. So many things are actually available, and also solutions for resource recovery, producing money, are available. So actually, what I think was a problem is that we still continue discussing the failures. We have a lot of solutions, but we still continue discussing what does not
work without really trying to make it work. So I would say just go ahead and try to make it work. That's the main aspect. And also, if we only discuss what does not work, it will be difficult to attract funding agencies or investments. In any case, technology does not come alone as the perfect solution. We need to integrate it with enabling environment and business opportunities. So that's very important. And also, one technology does not come alone. We need to provide appropriate sets of technologies to answer the different problems among the whole figure search management chain. And this is probably something which is interesting for investing money in figure search. If we can have packages of technologies that come alone for the whole figure search management chain. What we still need to figure out is how the difference in context can influence the success in figure search treatment, transport, and containment technologies. So we need to carefully look at what type of figure search we are talking about, what are the volumes, and that's also what Isabel just said, we need to really adapt the solutions to your context. And again, Vietnam is very big, so even something which would work in the north should be reassessed how we can use it in some other cities in the south. What is ultimately required is not more data results in general, each specific solution, but how we can implement them in the field. And we need to have really precise and integrated recommendation, design manuals, and standards also for Vietnam, adapted to the context of Vietnam. I think this is a great opportunity. We are many of us talking about sludge, wastewater, fecal sludge, different types of sludge. We should come along with other solution and partner and take this solution to scale fast. This scaling can go, this was also discussed in the previous session, this scaling can go through pilot plans. And that's the upcoming research needed. We need to have pilots and understand how the different solution packages work at the field in your country and then spread over in other cities. I think all of this can begin now and it should happen fast. And in conclusion, we can say, is the question, we have too much information? I think not, we are not yet at this stage. But what we need is really to wrap up, to combine the technologies in a chain and summarize combined findings and experiences, and also at the technical side, there are as much solutions as we have challenges. So we need to work together on that. Thank you. Thank you. Thank you very much. Và người cuối cùng chúng tôi muốn mời là tiến sĩ Nule Kone, là chuyên gia phụ trách cái lĩnh vực về vệ sinh môi trường của Bill Gates. Bill Gates có cái tài trợ rất lớn cho 130 đại biểu tới dự cái hội nghị này và dành khoản kinh phí hàng năm hàng chục triệu đô cho lĩnh vực quản lý phân bùn và vệ sinh môi trường. Thì tiến sĩ Nule Kone đã có rất nhiều những nghiên cứu trong lĩnh vực này và anh sẽ có một số những cái chia sẻ dành riêng cho các bạn Việt Nam. Please, tôi cũng đấy, cũng đấy. Discussion was whether companies, private companies together with government companies can all come together and make a business out of this. So the answer we got from this conference is yes. So sludge management can be organized for a city, for a country, and allow private participation so the private company make profit and also the government benefit and the household also get a great service. So, and what are the challenges and what can be done still? Can I get the second slide here? So, the enabling environment and regulatory environment is critical. So we have evidence that companies can make money, the sector can be organized and be profitable. A lot depends on,
So a lot of this depends on the regulation that you can put in place, the awareness of city managers and users as well, and also what you want at the end. So we also realize in this conference that there's a lot of benefit in reusing human waste. So regulators can actually decide what's the end product, what the end goal should be, and build a business strategy around this. So the second key message, take-home message here is funding mechanism. Usually in many places people rely on municipalities and government funding to operate. The private sectors are asking for an environment where they can access different sources of funding, engaging local commercial bank, regional development bank, international development bank, through different mechanisms. So we've, in this 3 days, there was a lot of tool which was presented, a lot of investment mechanisms. Among them, revolving funds, for example, for small operators, loan at different scale from small to important big companies, levying property tax for reinforcing the private sector involvement and reinforcing also government financing, guarantee fund to also support companies to grow. A lot of investors actually don't understand what are the profitability of the private sector engaged, and the guarantee fund can also help actually minimizing interest rate and promoting private sector participation. On the service provision arrangement, what really came clearly out of this conference is that while we see a lot of private companies engaged and providing services, this is happening informally. It's not well organized, it's not well structured, and those companies are waiting for government to provide a clear regulatory framework so that they can compete and provide the service which is compliant with national standards and regulation. We learned from South Africa, social franchising is a model where between municipality and bigger service provider and smaller service provider, you can actually create job and maintain a very strong service provision in this area. A lot of business case when they are packaged, because it's also structured informally and there's no regulatory framework, so it doesn't really cover much along the value chain. And so there's actually some great recommendation to really consider how you package a service or a profile for the entrepreneur to be profitable. Sometimes fiscal stretch management alone is not profitable, and you have to look at what other services you can build around to make a company profitable. Schedule dislodging, it has been tried in many places. It's actually, if people can register to this service, it's actually allowed to really well structure the service provision. And there have been several case studies, great case studies presented and shared in this conference. So these are the key points I wanted to brought forward to this honorable audience. Thank you. Rất cảm ơn tiến sĩ Đô Lê. Và vì thời gian nó không còn, cho nên thay cho những cái câu hỏi thì chúng tôi đề nghị cả hội trường chúng ta đứng dậy và dành cho đại diện của các bạn quốc tế những cái lời cảm ơn và lời vỗ tay nồng nhiệt để kết thúc cái tiểu ban này. Đề nghị chúng ta đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay.